Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 71. Tô Cầm Cầm đũa tay run rẩy, Đinh Mộng Nghiên càng là suýt chút nữa đem Nhất Thổi rảo phá. Trầm mặc, trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Hạ Đồng lấy, vui đùa, giọng nói rằng, mụ, ta cảm thấy được cũng không phải chưa có trở về chuyển chỗ trống. Chí ít Mộng Nghiên tỷ còn trẻ, lại dáng dấp xinh đẹp như vậy. Không tin tìm không được một cái tốt hơn tiếp mâm hiệp. Theo ta thấy ở đâu, chẳng nhanh lên cách, trọng tìm một quên đi. Mộng Nghiên tỷ, người cảm thấy thế nào? Trên bàn bầu không khí triệt để lúng túng. Ninh Mộng Nghiên mắt thấy sẽ nổi giận, lúc này, một người nam nhân đi từ cửa vào, hóa giải bên trong nhà không khí lúng túng. Tất cả mọi người ăn rồi, nam tử đi tới ngồi xuống. Nên nam tử, chính là Hạ Đồng lão công Dương Kiến Xuân. Lão công Hạ Đồng một bả liền ôm Dương Kiến Xuân cánh tay, làm nũng nói rằng, lão công ngươi làm sao tối như vậy mới đến nha. Dương Kiến Xuân cười ha hả nói, công ty tăng ca. Thực sự không thể phân thân, mụ, lão bà, xin lỗi a. Tần Dung khoát tay áo. Đừng lo, có thể tăng ca là chuyện tốt, dù sao cũng hơn có vài người ngay cả tiểu đội chưa từng được với tới cường. Lời này rõ ràng cho thấy nói cho Giang Sách nghe. Dương Kiến Xuân liếc nhìn Giang Sách, kỳ thực vừa mới mọi người đối thoại, hắn ở bên ngoài cũng nghe đến rồi một. Hai. Hắn cố ý nói rằng, cái này một vị chính là Mộng Nghiên lão công a. Vẫn là đã nghe danh từ lâu không nghe thấy một thân. Ngày hôm nay thật là có hạnh nhìn thấy bản tôn. Hạ Đồng Phúc suy vui vẻ, cái gì đã nghe danh từ lâu a? Rõ ràng chính là tiếng xấu lan xa. Lời này vừa nói ra, toàn trường người nở nụ cười. Giang Sách, Đinh Mộng Nghiên trở thành toàn trường hài hước, làm cho lúc đầu không có ý gì sinh nhật tiệc rượu trở nên náo nhiệt lên. Tần Dung tiếp tục đối với Tô Cầm nói rằng, muội muội, từ nhỏ ngươi ánh mắt sẽ không tốt, ngày hôm nay lão tỷ không phải tàng tư, dạy một bài học ngươi làm sao thiêu con rể. Về sau nhà các ngươi Mộng Nghiên nếu như tái giá, ngươi cũng có thể đem nàng xem xét một người giống nhà của chúng ta Kiến Xuân đàn ông ưu tú như vậy. Phòng ở cùng xe đó là nhất định phải có, hơn nữa phòng ở còn phải là học khu phòng, thứ nhì, công tác cũng phải ổn định, mỗi tháng tiền lương chí ít cũng phải là 6 vị cân nhắc. Nhất mấu chốt một điểm, phải có hiếu tâm, nhân phẩm tốt. Muội tử, người đều nghe hiểu chưa? Tô Cầm cúi đầu. Phen này lại nói rơi vào trong tai, nghe được nàng toàn thân khó chịu, tức giận đến nha dương dương. Nhưng lại có thể làm sao rồi? Giang Sách chính là nghèo, chính là không có biện pháp cùng thu nhập một tháng mấy trăm ngàn Dương Kiến Xuân so với, cũng là con rể, chênh lệch thật không phải là lớn như vậy. Lúc này, Dương Kiến Xuân chủ động đứng lên nói rằng, được rồi, không nói những chuyện nhàm chán kia rồi, mụ, hôm nay là ngài đại thọ, ta mời ngài một ly. Hắn bưng lên ly rượu nhỏ, chủ động khom lưng kính Tần Dung một chén rượu. Tần Dung uống một ngụm, để ly xuống. Dương Kiến Xuân tiếp tục nói, nói lên rượu này, không biết đại gia biết Thánh Thái Tử Trang. Hạ Đồng gật đầu, vậy còn có thể có người không biết. Thánh Thái Tử Trang nhưng là chúng ta Giang Nam khu danh thiếp một trong. Nhà bọn họ tam đại series, bao nhiêu người dơ tiền mặt cũng mua không được. Dương Kiến Xuân gật đầu, nói rằng, đúng vậy, Thánh Thái Tử Trang rượu. Không riêng vị thật tốt, còn có tốt vô cùng hiệu quả trị liệu. Tần Dung cười hỏi, Kiến Xuân ở đâu, người nói nhiều như vậy. Đến cùng muốn làm gì nha? Mụ, người chẳng mấy chốc sẽ đã biết. Mọi người nhìn nhau, không biết hắn đang bán cái gì cái nút. Cũng không lâu lắm, cửa bao xương mở ra, một gã người bán hàng tay nâng một bình rượu đi tới nói rằng, vị nào là Tần Dung nữ sĩ? Tần Dung ngẩng đầu nói rằng, ta là, làm sao vậy? Người bán hàng nói rằng, có người đưa tới một chai Thánh Thái Tử Trang rượu, nói là cho quà sinh nhật của ngài. A, à, trong nháy mắt, trong phòng đầu nổ. Thánh Thái Tử Trang rượu, đây chính là ngàn vàng khó mua tốt rượu. Bao nhiêu người vì uống một ngụm vung tiền như rác, không nghĩ tới lại có thể có người sẽ cho Tần Dung đưa tới như vậy quà sinh nhật. Xuất thủ thực sự là khoát xước. Hạ Đồng vội vàng đem rượu cho nhận lấy bày ra trên bàn. Nàng cũng không nhịn được hỏi, là vị nào thúc thúc bá bá lớn như vậy thủ bút ha? Giang Sách vẫn còn đang suy tư làm như thế nào mở miệng thời điểm, bên kia Dương Kiến Xuân nhưng thật ra trước tiên bỏ xuống rồi chiếc đũa.
mỉm cười nói, mụ, đây chính là ta cấp cho ngài vui mừng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Kiến Xuân. Ngay cả Giang Sách cũng có chút ngoài ý muốn. Làm sao, lễ vật đưa lập lại, hắn sáng sớm cũng để cho bình nước tiễn một chai tới được. Trên bàn, Hạ Đồng cao hứng ôm Dương Kiến Xuân, phần thưởng hắn một cái nặng nề hôn, lão công. Ngươi thật sự là quá tốt. Chúng đồng sự cũng đều nhìn không được giơ ngón tay cái lên. Vậy mới tốt chứ, thực sự là không đơn giản. Kiến Xuân thực sự là vậy mới tốt chứ, nam nhân tốt ha. Có như vậy con rể, thực sự là mấy đời đã tu luyện có phúc. Hạ Đồng vẫn không quên chào phúng Giang Sách, được rồi, không biết hôm nay người có hay không cho mẹ ta mang đến lễ vật gì a? Giang Sách từ tốn nói, ngạch, ta lễ vật. Hắn trong chốc lát cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Một bên đồng sự giễu cợt nói, được rồi, Tiểu Đồng, người cần gì phải luôn cùng một cái kẻ bất lực làm khó dễ. Hắn nhiều lắm liền xách hai túi nước quả, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hắn cũng tiễn một chai thánh thái tửu trang rượu sao? Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên mở bình tử a. Ta đều không kịp đợi muốn nếm thử rồi. Dương Kiến Xuân đứng lên, tốt, ta đây liền mở ra bình rượu, làm cho các vị thúc thúc bá bá đều nếm thử. Hắn tự tay mở hộp ra. Kết quả hộp vừa mới mở ra, Dương Kiến Xuân liền ngây ngẩn cả người. Không đúng. Tại sao là thiên tôn? Dương Kiến Xuân nhớ kỹ chính mình nâng bằng hữu mua rõ ràng là, nhân vương, series rượu A, làm sao đưa tới là thiên tôn? Tiễn sai rồi. Không chờ hắn phản ứng kịp, thì có đồng sự hô lớn, thiên tôn. Là thiên tôn. Kiến Xuân, ngươi dốc hết vốn liếng rồi nha. Ta vốn tưởng rằng ngươi tiễn một trai nhân vương cũng đã rất giỏi rồi, cho dù là mà thánh cũng đủ có thành ý. Không nghĩ tới người cư nhiên vừa ra tay sẽ đưa tới thiên tôn. Một chai thiên tôn có thể giá trị trên 1 triệu. Lợi hại. Tô lão tỷ, người cô gái này tế đối với người thật sự là quá tốt. Tần Dung bị khen trên mặt hồng phác phác, cao hứng nguy. Một bên Dương Kiến Xuân ngược lại có chút xấu hổ. Rõ ràng người mua vương, làm sao biến thành thiên tôn. Đoán chừng là tiễn sai rồi. Quên đi, đừng lo. Nhân vương mới 10 mấy vạn một chai, thiên tôn trên 1 triệu một chai, ngược lại Dương Kiến Xuân lại không phải thua thiệt. Hắn lập tức triển lộ nụ cười, đem hộp lấy xuống. Từ trong hộp lấy ra, là một cái bị lồng pha lê bao bọc lại bình rượu, cái chụp trên còn có khóa bằng dấu vân tay. Đây là thánh thái tửu trang đặc sắc. Mỗi một chai rượu, đều sẽ có yêu cầu nghiêm khắc, ở mua thời điểm yêu cầu cung cấp vân tay, chỉ có người mua mới có thể mở ra. Có vẻ càng thêm cao cấp. Dương Kiến Xuân mỉm cười nói, thánh thái tửu trang rượu chính là không giống với, còn muốn vân tay giải tỏa, lợi hại. Nói, hắn liền đem tay trái ngón tay cái đưa tới. Ngón tay đè xuống. Ánh mắt của mọi người đều tập trung đi qua, đều cho rằng khóa sẽ lập tức mở ra, có thể kết quả lại là. Tích tích tích, tích tích tích. Khóa bằng dấu vân tay biểu hiện màu đỏ, vân tay đưa vào lệch lạc. Ngạch, Dương Kiến Xuân có chút xấu hổ. Lão công, người có phải hay không nhớ lầm ngón tay? Hạ Đồng nói rằng, ta thử lại lần nữa. Dương Kiến Xuân thay đổi ngón tay thử một chút, như trước thất bại, không còn cách nào mở ra lồng pha lê. Liên tiếp 10 ngón tay đầu đều thử qua, không một thành công, còn kém đem giày cởi dùng chân đầu ngón tay tới thử rồi. Tại sao có thể như vậy? Dương Kiến Xuân gãi đầu một cái. Rất là khó hiểu. Dương Kiến Xuân lại thử nhiều lần, toàn bộ ngón tay đều thử qua, toàn bộ thất bại. Hạ Đồng tức giận đến chống nạnh nói rằng, cái gì đó, thánh thái tửu trang cũng bất quá như vậy, có tiếng không có miếng. Khiến cho cao lớn như vậy trên, kết quả chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, ngay cả một khóa bằng dấu vân tay đều ghi âm sai rồi. Ghi âm sai rồi. Chúng đồng sự tình mới lấy lại tinh thần. Nhất định là ghi âm sai rồi. Vừa lúc đó, Giang Sách bỗng nhiên mở miệng nói ân, không nhất định là ghi âm sai rồi, có thể là ngươi mở ra phương thức không đúng. Ân, ánh mắt mọi người nhìn sang. Cái này trầm mặc cả đêm kẻ bất lực, cư nhiên cũng không cảm thấy ngại mở miệng nói chuyện. Dương Kiến Xuân khinh thường nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn hiểu như thế nào mở thánh thái tửu trang rượu sao?
Hạ Đồng nở nụ cười, giọng nói giễu cợt nói rằng, coi như hết, là hắn na một bộ tỏa dạng, biết lái cái rắm. Chúng đồng sự tình nhao nhao hảo hảo cười to. Ngay cả ngồi ở một bên Đinh Mộng Nghiên cũng là hừ lạnh mấy hơi thở, lòng nói mọi người khỏe không dễ dàng mới đem lực chú ý rời, người chả thế nào chủ động đi lên góp. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Nhưng mà, Giang Sách tựa như người không có sao giống nhau, đưa tay qua nói rằng, ta đối với mở thế nào rượu có một chút lý giải, để cho ta thử xem. Dương Kiến Xuân cười ha ha, được a, vậy hãy để cho chúng ta hàng năm ở bên ngoài, kiến thức rộng, Giang tiên sinh, dạy một bài học chúng ta mở thế nào rượu. Hắn chủ động nâng cốc đưa tới. Chỉ thấy Giang Sách cũng không có cái gì động tác đặc biệt, chính là đem chính mình ngón trỏ phải đặt ở khóa bằng dấu vân tay trên, chỉ một chút, khóa bằng dấu vân tay liền biểu hiện lục sắc, cùm cụp một tiếng. Khóa mở. Tốc độ cực nhanh, chúng đồng sự tình nụ cười trên mặt cũng còn chưa kịp thu hồi, trong lúc nhất thời toàn bộ đều cương cố ở. Ninh Mộng Nghiên cùng Tô Cầm cũng đều mục trừng khẩu ngốc. Không nghĩ tới Giang Sách thực sự làm xong rồi. Hạ Đồng nhịn không được hỏi, điều này sao có thể? Vì sao lão công mua rượu, hắn vân tay không mở ra, người một cái không liên hệ nhau kẻ bất lực lại mở ra. Giang Sách khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu một cái. Hắn chỉ vào bình kia rượu nói rằng, bởi vì, chai rượu này là ta mua được đưa cho A-di làm quà sinh nhật A. Cái này, bầu không khí lại một lần nữa hạ xuống điểm đóng băng. Cái này nghèo ở nhà gái ra ăn bám kẻ bất lực, có thể mua được giá trị hơn triệu thiên tôn rượu. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Hạ Đồng lập tức phản bác, người có ý tứ. Nói lão công bắt người rượu tới giả mạo hắn lễ vật sao. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, người xứng sao. Vừa lúc đó, người bán hàng lại đem lấy một bình rượu đi đến, Tần Dung nữ sĩ, lại có người đưa cho ngài tới một chai thánh thái tửu trang rượu. Ta cho ngươi thả cái này. Nhìn bình kia mới vừa đưa tới rượu, Giang Sách từ tốn nói, Dương tiên sinh, cái này một chai mới là ngươi muốn tặng cho A-di quán ba. Cái này, chân tướng rõ ràng. Hạ Đồng sắc mặt đỏ bừng, trước một giây nàng còn nghi vấn Giang Sách nói bậy, một giây kế tiếp đã bị đùng 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 vẽ mặt. Sự thực chính là Dương Kiến Xuân cầm Giang Sách mua rượu tới giả mạo chính hắn mua. Mặc dù không là có ý. Hạ Đồng xấu hổ đều muốn đào một hầm ngầm chui vào, đặt mông ngồi xuống, cúi đầu cũng không tốt ý tứ lại nói tiếp. Dương Kiến Xuân đem bình kia rượu mới cầm tới, mở hộp ra, quả nhiên, cái này một chai là, Nhân Vương, Seri, không sai. Chúng đồng sự tình sau khi xem xong, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Có người nói, tấm tắc, tại sao là Nhân Vương A? Kiến Xuân A, người mỗi tháng 6 vị cân nhắc thu nhập. Sẽ đưa bình Nhân Vương, có phải hay không quá cái kia a? Ngươi xem một chút Giang Sách, nghèo thuộc về nghèo, còn tặng một chai thiên tôn rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Kiến Xuân trên mặt của quải bất trụ. Một bên ông cụ Tần Dung càng là tức giận đến toàn thân run, cả nhà bọn họ liên hợp lại làm nhục cả đêm Giang Sách, không nghĩ tới dựa vào một bình rượu liền xoay người. Lúc này bị áp chế, một cái cả đêm Tô Cầm rốt cục nghênh đón bạo phát. Nàng xách 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 lắc đầu, nói rằng, lão tỷ, người vừa mới dạy ta cái gì kia mà. A hát, người nói thiêu con rể là tối trọng yếu chính là nhân phẩm. Nhà của chúng ta Giang Sách mặc dù bây giờ không giàu có, thế nhưng người nghèo chí không ngắn, đối với người nhà, kết thân bằng đều là toàn tâm toàn ý. Không giống có chút con rể. Trong ngày thường tổng nói khoác chính mình cỡ nào có tiền, cái này vừa đến thời điểm mấu chốt ha, mượn chút thứ phẩm thật giả lẫn lộn. Hồ Lộng trưởng bối. Ai nha nha, lão tỷ, ta thực sự là thay ngươi cảm thấy thương cảm ở đâu. Ở trước mặt mọi người đều có thể bị Hồ Lộng, trong ngày thường thì càng không biết bị dao động rồi bao nhiêu lần lạc tương đương. Thương cảm ở đâu? Miệng của nữ nhân, thực sự rất độc. Nói mấy câu liền đem Tần Dung nói sắp nổ. Lúc này Tần Dung sắc mặt tái xanh, toàn thân tức giận tới mức run, hàm răng cắn kéo kẹt vang, hận không thể vén tay áo lên kiền nhất giá mới tốt. Từ trước đến nay đều là nàng nhục nhã khi dễ Tần Dung người một nhà. Kết quả phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên nàng bị làm nhục. Tần Dung nổi giận đùng đùng nhìn về phía Dương Kiến Xuân.
Dương Kiến Xuân xấu hổ không chịu nổi, thế nhưng trong lòng một vạn cái không phục, lại càng không minh bạch vì sao Giang Sách loại này nghèo đinh đương vang lên mặt hàng, có thể mua được thiên tôn rượu. Trong khi dẫy chết, thiên tôn rượu không phải người có tiền liền mua được. Dương Kiến Xuân mắt nhìn chằm chằm Giang Sách trong tay bình kia rượu trên, lại nhìn một chút rượu của mình, đột nhiên, cười ha ha lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Có ý tứ. Bị tức nổi điên. Hạ Đồng sợ đến nhanh lên lôi kéo Dương Kiến Xuân ống tay áo, khẩn trương hỏi, lão công, ngươi làm sao? Dương Kiến Xuân cười vài tiếng, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chỉ vào Giang Sách nói rằng, ngươi một cái ăn bám kẻ bất lực, tiền ở đâu ra mua hơn triệu thiên tôn. Huống chi theo ta được biết, năm nay Thánh Thái Tửu Trang thiên tôn rượu đã sớm bán xong. Ngươi ở đâu ra con đường mua? Mọi người nghe xong, cũng đều cảm thấy khả nghi. Đột nhiên, Dương Kiến Xuân chỉ vào Giang Sách chai rượu trong tay nói rằng, thúc thúc bá bá, các ngươi nhìn kỹ, cái kia chai rượu nhãn hiệu theo ta chai rượu này nhãn hiệu có phải hay không có một chút không giống với. Chúng đồng sự tình vội vàng đối lập. Tỉ mỉ một nhìn, thật vẫn phát hiện không hề một dạng địa phương, tuy là rất nhỏ bé, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được. Đây cũng là ý nghĩa. Dương Kiến Xuân nộ vỗ bàn, hét lớn, Giang Sách, mẹ ta đại thọ thời gian, ngươi cư nhiên mua một chai rượu giả tới hồ lộng. Chào ngươi lớn gan chó. Phong Vân nghịch chuyển. Tần Dung cùng Hạ Đồng trên mặt của đều toát ra nụ cười. Mà Tô Cầm giống như là rơi vào vết nứt giống nhau, mặt không có chút máu. Vừa mới nàng giễu cợt như vậy này, cái này kết cuộc như thế nào? Khó chịu nhất sẽ phải thuộc về Tô Cầm rồi. Nàng cắn răng, đối với Giang Sách trợn mắt nhìn. Nàng không rõ vì sao Giang Sách không nên can thiệp vào. Tuy là bị nhục nhã rất khó chịu, nhưng này không phải đều là bởi vì ngươi vô năng mới đưa đến sao. Ngươi muốn vẽ mặt, muốn đổi trở về. Có thể, nhưng có thể hay không mời xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Giống như bây giờ, làm một chai rượu giả để chứa đựng khuôn làm dạng, bị người ở giữa chọc thùng, rất mất mặt có được hay không? Không riêng Giang Sách mất mặt. Tô Cầm một nhà đều đi theo mất mặt. Ngươi, Tô Cầm thống hận nhất, chính là cái loại này không có bản lĩnh còn muốn phùng má giả làm người mập nhân. Chán ghét tột cùng. Tại chỗ đồng sự, nhao nhao hướng phía Giang Sách quăng tới khinh bỉ ánh mắt trào phúng. Vốn là coi thường Giang Sách chúng đồng sự tình, lúc này càng là biểu hiện ra cực đại cảm giác chán ghét, thật giống như với hắn ngồi chung một chỗ đều sẽ nhiễm mùi hôi. Tần Dung ngón tay nhẹ nhàng gõ chén rượu. Âm dương quái khí nói rằng, muội muội a, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tô Cầm hận không thể đào cái lỗ chui vào. Còn có cái gì có thể nói? Nàng đối với Giang Sách cũng hận chết rồi, không có tiền liền đàng hoàng ngây ngô, hà tất bị đuổi mà mắc cỡ, làm một rượu giả để chứa đựng xiên, hiện tại tự táng dương đi. Liên lụy người của Đinh gia đều đi theo xấu mặt. Quá đáng hơn là... Dương Kiến Xuân mắt lạnh nhìn Giang Sách. Giọng nói bất thiện nói rằng, lớn như vậy mừng thời gian. Ngươi lại làm tới một chai rượu giả, điều không vinh dự này là nhân phẩm thấp kém, càng đối với của mẹ ta không tôn trọng. Người giống như ngươi, nhà của chúng ta không chào đón. Mời đi ra ngoài. Trực tiếp ra lệnh trục khách. Phương thức như vậy, không khỏi quá lạnh huyết hung ác một chút. Tô Cầm cắn môi, trên mặt nóng hừng hực nóng, Giang Sách xấu mặt, đó chính là nàng xuất hiện ở xấu. Sớm biết biết làm thành cái dạng này, sẽ không mang Giang Sách tới. Hối hận, chậm. Vừa lúc đó, bỗng nhiên có một ông già đẩy cửa ra đi đến, mỉm cười nói, các vị, xin lỗi quấy rầy. Mọi người hướng phía lão giả nhìn sang. Có biết, lập tức liền kêu đi ra, đây không phải là, tổ tiên, Kỳ Minh Công sao? Kỳ Minh Công, toàn quốc nổi danh nhất thưởng thức rượu đại sư. Hắn bình sinh yêu thích nhất. Chính là ở toàn cầu các quốc gia du ngoạn, thưởng thức mỗi cái địa phương bất đồng rượu. Hắn sáng chế làm, rượu phẩm quan tép siêu, tạp chí, là mỗi một cái yêu thích người uống rượu đều phải nhìn tạp chí, bên trong đối với rượu phân tích, phê bình phi thường hay. Ai có thể nghĩ tới như vậy một cái danh nhân, lúc này biết đột ngột xuất hiện ở bao xương của bọn họ trong. Dương Kiến Xuân lập tức thay một bộ khuôn mặt tươi cười, cung kính nói, ai nha? Trước đây cũng chỉ là ở trên TV chứng kiến Kỳ lão, không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt thấy Kỳ lão tôn vinh, thực sự là phước đức ba đời.
Chỉ là không biết Kỳ lão đặc biệt tới bái phỏng chúng ta, vì chuyện gì? Kỳ Minh Công mỉm cười nói, bởi vì vừa mới chứng kiến có hai bình thánh thái tửu trang rượu đưa vào cái này ghế lô, cho nên lão nhân ta là thực sự sàm, đặc biệt đến đòi ly rượu uống. Không dối gạt các vị, từ nửa tháng trước uống một lần thánh thái tửu trang rượu, ta sẽ thấy cũng không thể quên được cái mùi kia rồi, còn muốn uống một lần, lại đau khổ không có mua con đường. Dương Kiến Xuân vừa nghe, vui vẻ. Cảm tình vị này danh nhân nghiện rượu như mạng, cái này không kỳ quái, nếu như không phải tốt như vậy uống rượu, làm sao có thể đối với rượu có cao thâm như vậy phê bình. Hắn nói rằng, Kỳ lão muốn uống rượu, ta là đương nhiên vui mừng uống, chỉ là đáng tiếc, cũng không có hai bình thánh thái tửu trang rượu, bởi vì có một chai là giả. Lúc nói lời này, hắn còn đặc biệt nhìn sang Giang Sách. Lại một lần nữa đối với Giang Sách vũ nhục. Điều này làm cho Dương Kiến Xuân trong lòng vô cùng hài lòng. A hát, giả. Kỳ Minh Công đi lên trước một bước, có thể hay không làm cho lão phu nhìn? Đương nhiên có thể, Dương Kiến Xuân chỉ Giang Sách trước mặt rượu, chính là na một chai. Giả. Kỳ Minh Công đem bình rượu lấy tới tỉ mỉ nhìn một chút, càng xem càng không thích hợp, càng xem chân mày nhíu càng lợi hại. Đột nhiên, Kỳ Minh Công cười ha ha. Cái này, đây là thiên tôn rượu a. Thánh thái tửu trang thiên tôn rượu. Kỳ Minh Công như là phát điên, hưng phấn muốn chết. Mọi người tại đây đều ngẩn ra. Dương Kiến Xuân vội vàng nói, Kỳ lão, người xem rõ ràng. Na một chai là rượu giả. Tại sao có thể là rượu giả? Kỳ Minh Công nói rằng, coi như ta đem ta vợ cho nhận lầm, cũng không thể đem chai rượu này cho nhận sai. Ở đây hoàn toàn chính xác xác thực chính là thiên tôn rượu a. Cái này, tờ nguyên cái bàn người không bình tĩnh. Vừa mới bọn họ giễu cợt nửa ngày, kết quả là Giang Sách đưa tới rượu là chân chánh thiên tôn rượu. Na, vậy có phải hay không ý nghĩa Dương Kiến Xuân đưa tới? Ninh Mộng Nghiên lập tức phản ứng kịp, lại chỉ vào Dương Kiến Xuân chai rượu trong tay hỏi, Kỳ lão, ngài hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Nhìn lại na một chai có phải hay không thánh thái tửu trang rượu. Ân, Kỳ Minh Công đem một chai khác cầm tới, vừa nhìn liền vui vẻ. Cái này vừa nhìn chính là đồ giỏm nha, nhãn hiệu đều làm có chứa tỉ vết nào, thật không chỗ nói. Dương Kiến Xuân sắc mặt trở nên cùng gan heo giống nhau xấu xí. Kỳ lão, người xem cẩn thận sao? Đương nhiên, Kỳ Minh Công đem mũi để sát vào bình rượu nghe, càng vui vẻ. Chính các người uống một chút xem đi, đây không phải là 15 khối một chai lão bạch gì chứ. Lão bạch làm. Dương Kiến Xuân suýt chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn tìm mấy trăm ngàn nâng bằng hữu mua được, nhân vương, rượu, kết quả chính là dùng hết làm không giả mạo. Hắn vừa mới nhưng là luôn miệng nói Giang Sách mang rượu giả. Là đúng con mẹ nó không tôn kính, còn muốn Giang Sách ly khai ghế lô kia mà. Hiện tại thế nào? Có điểm lúng túng. Nhân gia Giang Sách đưa tới tất nhiên địa đạo đạo thiên tôn rượu, mà ngươi đưa tới cũng là một chai 15 khối lão bạch làm. Ngươi còn ưỡn mặt ở nơi này nếu nói đến ai khác rượu là rượu giả, cần thể diện sao? Trong nháy mắt, Dương Kiến Xuân xấu hổ chân tay luống cuống, hận không thể mau rời đi nơi đây mới tốt. Một bên Tần Dung càng là sững sờ ở hiện trường, không biết nên nói cái gì đó, lúng túng một chữ đều bật không được. Ở đây chúng đồng sự, mỗi người đều mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ vừa rồi theo trào phúng Giang Sách có thể hưng phấn rồi, hiện tại từng cái trên mặt đau rát. Tô Cầm ngồi ở đó vui vẻ lên. Thực sự là biến đổi bất ngờ, có chút thú vị a. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Dung, hơi châm chọc nói rằng, tỷ tỷ, sự thực là bộ dáng gì, nói vậy ngươi đã rất rõ ràng. Về sau a, không muốn vừa có bất đồng, đã nói nhân ra là giả. Cái này ác nhân cáo trạng trước bản lĩnh cần phải không được. Nói trở về câu nói kia, cái này thiêu con rể a, phải thiêu nhân phẩm ưu tú. Nhà của chúng ta Sách Nhi liền rất tốt, người thành thật, cũng không biết gạt chúng ta, không giống có chút con rể, mỗi tháng kiếm lấy hơn 10 vạn tiền lương, kết quả là mượn 15 khối lão bạch làm đối phó cha mẹ vợ. Tỷ, ta đều thay ngươi cảm thấy thẹn thùng. Cuối cùng, Tô Cầm nhìn Hạ Đồng nói rằng, Hạ Đồng a, A Di nói cho ngươi vài câu xuất phát từ tâm can lời nói. Nam nhân như vậy ngươi cũng không cần theo, trời mới biết hắn mua cho ngươi đồ đạc có phải giả hay không.
Trời mới biết hắn đem tiền đều cầm đi làm cái gì, có phải hay không mặt khác tìm nữ nhân. Cho nên ngươi chợt nghe A Di khuyên một câu, cách A Di cho ngươi tìm một tốt hơn. Thế nào A? Trước Hạ Đồng làm sao châm chọc Đinh Mộng Nghiên, lúc này Tô Cầm toàn bộ đều trả lại cho nàng, Hạ Đồng tăng đầy mặt đỏ bừng, muốn cãi lại cũng không biết làm sao mở miệng. Đinh Mộng Nghiên tâm tình trong nháy mắt khá hơn. Nhìn Hạ Đồng Na một bộ biết dáng vẻ, nàng liền không nhịn được muốn cười. Đinh Mộng Nghiên càng là rằng giặc bổ một đao, Dương Kiến Xuân, cái này ngày đại hỉ ngươi mượn một chai rượu giả hồ lộng ông cụ, không riêng nhân phẩm thấp kém, càng đối với ông cụ không tôn trọng. Với ngươi người như vậy cùng nhau ăn cơm, sẽ làm ta cảm thấy ác tâm, cho nên, có thể hay không mời ly khai. Dương Kiến Xuân đứng ngẩn ở nơi đó, ly khai không phải, không ly khai cũng không phải, hơn dặm không phải người. Hạ Đồng gấp đến độ vỗ bàn giống to hơn, Đinh Mộng Nghiên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dựa vào cái gì để cho ta lão công ly khai. Hôm nay là mẹ ta sinh nhật, ghế lô là nhà chúng ta định, muốn đi cũng là ngươi đi. Đinh Mộng Nghiên chẳng những không tức giận, ngược lại mỉm cười đối với Tần Dung nói rằng, A Di, ta thực sự là thay ngươi cảm thấy bi ai, ngươi bị con rể cấp cho, con gái ngươi chẳng những không giúp ngươi, ngược lại lấy tay bắt cá A. Liên hợp lại khi dễ ngươi, ai? Hạ Đồng gấp đến độ đều phải khóc lên. Mụ, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ? Đinh Mộng Nghiên hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Dương Kiến Xuân dùng rượu giả lừa gạt A Di là phải sao? Cái này, Hạ Đồng đáp không được. Đinh Mộng Nghiên thở dài, tự tay đem mình xách tay cầm lên, A Di, xin lỗi, ta thực sự không nhịn được Dương Kiến Xuân như vậy tiểu nhân, hắn không đi, ta đi. Nói xong, nàng đứng dậy đi liền, không mang theo do dự. Tô Cầm tâm trong thầm vui, đừng xem Mộng Nghiên bình thường hào hoa phong nhã, thực sự đem nàng làm phát bực rồi, đó cũng là rất hung dữ, không để cho ngươi vẫn giữ lại làm cần gì phải tình cảm. Lão tỷ, ta cũng không cách nào cùng Dương Kiến Xuân loại lũ tiểu nhân này cùng nhau ăn cơm. Nàng bắt chuyện Giang Sách, Sách Nhi, chúng ta đi. Đã biết, mụ. Tô Cầm cùng Giang Sách lập tức trước sau ly khai. Bên trong bao xương những người còn lại cũng đều cực kỳ xấu hổ, lưu lại ăn, vậy thì đồng nghĩa với cùng Dương Kiến Xuân, thông đồng làm bậy, nhưng nếu như ly khai lại bằng cùng Tần Dung quyết liệt. Bữa cơm này, xác thực ăn không thoải mái. Tửu điếm bên ngoài, Đinh Mộng Nghiên giang hai cánh tay hô to một tiếng, ngẩng đầu lên, tùy ý gió đêm hiu hiu ở trên mặt của nàng. Vui vẻ như vậy, Giang Sách đi tới hỏi. Đúng vậy, thật lâu không có vui vẻ như vậy. Đinh Mộng Nghiên buông hai tay, ngươi không biết, từng ấy năm tới nay, A Di cả nhà bọn họ khắp nơi nhằm vào chúng ta, mỗi lần gặp đều phải nói móc chào phúng, ta nhẫn bọn họ rất lâu rồi. Ngày hôm nay ngươi chai rượu này đưa thật là đúng lúc. Hung hăng đánh Dương Kiến Xuân mặt của, làm cho Tần Dung cùng Hạ Đồng làm sức sống, ha ha. Quay đầu lại, nàng tò mò hỏi, được rồi, ngày đó tôn rượu trên 1 triệu một chai, người tiền ở đâu ra mua a? Đối với cái này cái vấn đề, Giang Sách đã sớm chuẩn bị xong đáp án. Hắn từ miệng túi lấy ra một tờ rút thưởng khoán đưa tới, ban ngày ta đi thương trường mua đồ, đầy 100 là có thể quất một lần tưởng, vận khí ta tốt trúng hạng nhất tưởng. Đinh Mộng Nghiên nhận lấy vừa nhìn, không khỏi bật cười. Cho nên ngươi liền đem hãng nhất tưởng thiên tôn rượu đem ra làm quà sinh nhật đưa cho Tần Dung. Đúng vậy. Đinh Mộng Nghiên lắc đầu. Không đáng giá, rượu ngon như vậy chúng ta chưa từng uống được, tiện nghi bọn họ. Hai người nói, ánh mắt đối mặt. Đinh Mộng Nghiên sắc mặt biến thành hơi hồng, cúi đầu, có chút thẹn thùng nói, cái kia. Ta còn muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. À, ta chớ nên hoài nghi ngươi. Dương Kiến Xuân nói người rượu là rượu giả, ta cư nhiên tin hắn, Sách, xin lỗi. Giang Sách mỉm cười, không quan hệ, ta mãi mãi cũng sẽ không trách ngươi. Đinh Mộng Nghiên tâm càng thêm ấm áp. Nàng ngẩng đầu một lần nữa nhìn Giang Sách, ánh trăng chiếu ở Giang Sách trên mặt của, có vẻ tuấn mỹ như vậy cùng ấm áp. Đinh Mộng Nghiên nhón chân lên, ở Giang Sách trên môi nặng nề hôn một cái. Vậy liền coi là đúng người bồi thường. Nói xong, Đinh Mộng Nghiên xoay người chạy đi, lưu lại Giang Sách một người tại chỗ sững sờ. Hắn dùng dấu tay lấy miệng. Đó là bị Đinh Mộng Nghiên hôn qua địa phương. Trong nháy mắt,
Giang Sách có một loại rong chơi ở hạnh phúc đại dương cảm giác. Nếu như có thể cả đời đắm chìm trong loại cảm giác này chung, thật là tốt bao nhiêu. Sách Nhi, lên xe, chúng ta về nhà lạp. Tô Cầm nói rằng, tới, mụ, tối nay, ánh trăng lớn vừa tròn. Sáng ngày thứ hai, Giang Sách sớm rời giường, một mình lái xe tới đến rồi nhân trị y quán. Đã có hai ngày chưa có tới xem hoa tiên tử rồi, cũng không biết gần nhất tình huống của nàng thế nào. Kỳ thực không riêng gì Giang Sách, hai ngày này vẽ còn tập đoàn bên kia cũng là tương đối an tĩnh, một chút xíu dị dạng cũng không có. Có lẽ là bởi vì bọn họ vừa mới đem đủ dũng cho giết nguyên nhân, không dám lại sằng bậy, cho nên mới phải tuyển trạch khiêm tốn. Giang Sách biết, loại này khiêm tốn mãi mãi cũng chỉ là tạm thời. Bọn họ một ngày không đem hoa tiên tử thu vào tay. Một ngày cũng sẽ không bỏ qua, sớm muộn gì có 520, một ngày, thân thị huynh đệ còn có thể trở lại đối phó hoa tiên tử. Tiến nhập đại môn, xuyên qua phòng khách, đi tới buồng trong. Liền thấy Tân Uẩn đang ở cho hoa tiên tử trải đầu, trải qua mấy ngày này cẩn thận tỉ mỉ che chở, hoa tiên tử đã dáng dấp phi thường kiện khang, chỉ ít nhìn qua không hề giống như trước gầy yếu như vậy, uể oải, trạng thái tinh thần cũng khá rất nhiều. Không bao lâu, Nguyễn Bình Sương cũng tới đến rồi bên trong phòng. Mấy ngày nay Nguyễn Bình Sương là mỗi ngày tới nơi này, thứ nhất là lo lắng hoa tiên tử an nguy. Thứ hai cũng là muốn càng nhiều hơn từ nơi này trên người cô bé lý giải tin tức. Giang Sách, người đã ở a? Nguyễn Bình Sương nói rằng. Giang Sách quay đầu lại nhìn thoáng qua, đi tới nói rằng, Nguyễn khu trưởng, vừa vặn ngươi đã đến rồi. Ta có một vật phải giao cho ngươi xem. Cái gì? Mượn một bước nói. Hai người tới trong phòng nhỏ, Giang Sách đem cái kia kim làm bầu rượu đem ra, giao cho Nguyễn Bình Sương trong tay. Đây là cái gì, Nguyễn Bình Sương cũng không lý giải. Kết quả là, Giang Sách đem hai ngày trước chuyện đã xảy ra cùng với mình một ít suy đoán toàn bộ đều nói cho Nguyễn Bình Sương. Nguyễn Bình Sương hết sức chăm chú nghe xong phân tích, hai mắt híp một cái, trong lòng đã có một ít tính toán. Nếu như Giang Sách suy đoán đều là chính xác, như vậy hiện tại Giang Nam Khu sẽ đối mặt với to lớn rung chuyển, nhìn bề ngoài vô cùng bình tĩnh, trên thực tế bão tố sắp xảy ra rồi. Thử nghĩ một cái, này bị thân thị huynh đệ khống chế Giang Nam Khu các đại lão, mỗi một người đều không chiếm được giải dược sắp chết, bọn họ còn có thể giữ được tính táo. Ước đoán đều sẽ trở nên giống như đủ dũng giống nhau, thậm chí càng thêm điên cuồng. Đến lúc đó bọn họ vì mạng sống, dạng gì sự tình đều làm được, trả thù đả kích vẽ còn tập đoàn đều là nhẹ, sợ nhất là cùng phía chính phủ trực tiếp làm. Này, người sống đời sống thực vật. Là bọn hắn sống tiếp duy nhất giải dược. Người muốn chết, ước đoán cái gì đều quản không hơn. Nguyễn Bình Sương nói rằng, nếu như vẽ còn tập đoàn thật là lợi dụng một loại đặc thù độc dược khống chế Giang Nam Khu những đại lão kia, mà giải dược ở nơi này chút người sống đời sống thực vật trên người nói, na Giang Nam Khu sẽ nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ. Nói như vậy, hoa tiên tử liền không thể tiếp tục lưu lại nơi đây, nhất định phải mang đi, tiến hành tốt hơn an bài xử lý. Giang Sách gật đầu, ta cũng là ý tưởng giống nhau, chỉ là hoa tiên tử cùng Tân Uẩn quan hệ phi thường tốt, không nên khinh dịch chia rẽ. Đề nghị của ta, hãy để cho Tân Uẩn cùng hoa tiên tử cùng đi. Có thể, Nguyễn Bình Sương tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền an bài. Giang Sách bỗng nhiên nói rằng, Nguyễn khu trưởng, về mang đi hoa tiên tử chuyện này, ta còn có một chút đặc thù ý tưởng. A hát, cái gì? Sau đó, Giang Sách đem mình ý tưởng nói tường tận một lần, Nguyễn Bình Sương nghe xong liên tục gật đầu. Có đạo lý, tốt, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Ngày hôm nay, phải đem hoa tiên tử an toàn đưa đến bót cảnh sát. Vẽ thượng tập đoàn, hội nghị phòng khách. Ngày hôm nay ngoại trừ thân liệt, thân hào đôi huynh đệ này ở ngoài, còn có hơn 20 danh liên hợp chủ tịch của công ty, tổng giám đốc đều đi tới hiện trường. Từng cái phi thường tức giận ngồi ở bàn hội nghị chu vi. Trong đó, bài diện lớn nhất là Hướng Dương Kim Dung chủ tịch phiền thịnh. Hướng Dương tài chính nhưng là một cái đại kim kho, cái này 10 tháng tới. Không ngừng trợ giúp vẽ thượng tập đoàn tiến hành các loại tài chính xử lý, là vẽ thượng tập đoàn có thể ở Giang Nam khu xưng vương xưng bá trọng yếu hậu cần bảo đảm. Không có Hướng Dương tài chính, vẽ thượng tập đoàn liền được nước không đứng dậy.
Cùng Tề Dũng giống nhau, Phiền Thịnh ngay từ đầu căn bản là khinh thường vẽ thượng tập đoàn, nhưng là bất đắc dĩ chúng chiêu, bị thân thị huynh đệ dùng thủ đoạn đặc biệt khống chế lên. Phiền Thịnh là thân thị huynh đệ vô luận như thế nào đều phải cứu trị một thành viên đại tướng. Không có Phiền Thịnh, hậu quả khó mà lường được. Hiện trường trầm mặc hồi lâu. Phiền Thịnh người thứ nhất mở miệng nói, đại gia cũng đều không muốn mắt to chừng mắt nhỏ, có lời gì đều phóng tới trên mặt nổi mà nói. Sự tình đều đến bước này, còn có cái gì có thể che che giấu giấu. Những người còn lại nhìn nhau. Một người mở miệng nói, Thân Liệt, ta liền hỏi một câu, Tề Dũng chết là không phải là các ngươi ra tay. Vấn đề này tương đương bén nhọn. Hai ngày trước Tề Dũng chết, toàn bộ Giang Nam khu đều khiếp sợ không thôi, đặc biệt những thứ này cùng Tề Dũng có tình huống giống vậy người. Bọn họ lo lắng vẽ thượng tập đoàn vì bảo trụ bí mật của mình. Mà Tuyển Trạch đem Tề Dũng cho giết. Có thể làm rơi Tề Dũng, đương nhiên cũng liền có thể làm rơi những người khác. Vì trấn an lòng người, Thân Liệt vội vàng nói, dĩ nhiên không phải chúng ta vẽ thượng tập đoàn ra tay. Tề Dũng nhưng là chúng ta trọng yếu đồng bạn hợp tác, cái chết của hắn, là ta vô luận như thế nào cũng không muốn thấy. Xin tin tưởng ta tuyệt đối không có nghĩ tới muốn giết chết Tề Dũng. Lại không biết đối với ở đây bất cứ người nào có ý nghĩ như vậy. Lời nói dối há mồm liền ra, không thể không nói, Thân Liệt mặt của ra vẫn đủ dày. Người kia nói, Tề Dũng bệnh sẽ phát tác, làm sao lại trùng hợp như vậy, ở phát tác trước chết. Nói là ngoài ý muốn, ha ha, ta thật đúng là tuyệt không tin tưởng. Một bên Thân Hào nói rằng, đại ca của ta đã nói rất rõ rồi. Tề Dũng chết theo chúng ta không quan hệ, ngươi nếu là không tin, chúng ta cũng không còn biện pháp. Thân Hào ngươi có ý tứ, chơi hậu hắc học sao? Ha ha, ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không còn biện pháp. Hiện trường tư thế vô cùng khẩn trương, song phương nằm ở kiếm bạt nỗ trương trạng thái, đại chiến, hết sức căng thẳng. Lúc này, Phiền Thịnh nói rằng, được rồi, tất cả không nên tranh cãi rồi. Tề Dũng chết như thế nào, kỳ thực ta căn bản không có chút nào chú ý. Hắn thật là ngoài ý muốn mà chết, vậy không sao cả, mặc dù là bị vẽ thượng tập đoàn giết, ta sẽ không để ý. Ta biết Tề Dũng đi tìm sang sông sách. Loại này thời điểm mấu chốt đi tìm địch nhân, có ý tứ. Đáng đời bị giết. Tất cả mọi người hướng phía Phiền Thịnh quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Thân Liệt cũng không khỏi hé mắt, không biết lão gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Sau đó, Phiền Thịnh tiếp tục nói, ta chú ý chỉ có một chút có thể hay không ở ta bệnh phát trước làm được giải dược. Làm đến, vậy mọi người như trước bình yên vô sự. Không lấy được. Phiền Thịnh lạnh lùng nhìn Thân Liệt. Không lấy được giải dược, vậy ý nghĩa ta sẽ chết. Xin lỗi, ta sẽ không công đi tìm chết, ở trước khi chết, ta nhất định sẽ kéo dài vài cái chịu tội thay. Đến cái cá chết lưới rách. Đây là đe dọa, cũng là cho thấy lập trường của mình. Kỳ thực mọi người đều là một dạng ý tưởng, căn bản không có người quan tâm Tề Dũng có phải hay không bị vẽ thượng tập đoàn giết chết, bọn họ quan tâm, chỉ là có thể hay không bắt được giải dược. Thân Liệt biết Phiền Thịnh tâm ý, vì vậy nói rằng, Phiền lão ngài yên tâm, ta đã làm hai tay chuẩn bị. Giang Nam khu bên này, ta sẽ đem nhân trí y quán na một cái hàng đoạt lại, ngoài ra ta phụ thân lão thiên tôn bên kia, đã ở đem hết toàn lực nghiên cứu chế tạo tiếp theo nhóm dược vật. Hai bút cùng vẽ, bảo quản Phiền lão ngài sẽ không xảy ra chuyện. Phiền Thịnh cười lạnh một tiếng, thân phó đồng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngày hôm nay không tính là lời nói. Ta chỉ có 7 ngày thời gian sẽ bệnh phát. Nếu như ngươi ở đây trong vòng 7 ngày không thể cướp về cái kia hàng, hay hoặc là lão thiên tôn bên kia không có nghiên cứu ra giải dược, vậy ngượng ngùng. Ta chết, cũng sẽ làm cho vẽ thượng tập đoàn nấc nhi dám. Ta nói đến làm được. Nói xong, hắn đứng lên một cước đá văng cái ghế. Sải bước rời đi. Lão đại, đều đi, những người khác đương nhiên cũng đều không có lý do tiếp tục lưu lại nơi đây. Mỗi một người đều đi theo. To như vậy một căn phòng hội nghị, chỉ còn lại có thân thị huynh đệ hai người. Thân Hào nhéo nhéo mũi, phi thường không giải thích được nói, đám người này đến cùng nghĩ như thế nào. Mạng của bọn họ nắm giữ ở trong tay chúng ta, duy nhất giải dược chỉ có chúng ta sở hữu, còn dám theo chúng ta lớn như vậy hô kêu nhỏ. Thân Liệt cười khổ một tiếng, bởi vì tất cả giải dược đều bị Nguyễn Bình Xương đoạt đi.
bọn họ cảm thấy mất đi hy vọng còn sống. Cho nên vò đã mẻ lại sức. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, hai người bọn họ huynh đệ thật vất vả ở Giang Nam khu tạo dựng lên thế lực, tương hội tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Đây tuyệt đối không được. Lúc này, Bí Thư đang cầm một máy máy vi tính xách tay đi tới nói rằng, Phó Đồng, Lão Thiên Tôn muốn cùng ngài video. Lão Thiên Tôn, cha, Thân Liệt mau để cho Bí Thư đem máy vi tính xách tay bày trên bàn, sau đó chỉnh sửa quần áo một chút, lôi kéo Thân Hào ngồi ở bên cạnh mình, tiếp thông hình ảnh, cùng Lão Thiên Tôn video liên tuyến. Hình ảnh sau khi tiếp thông, cũng không có xuất hiện Lão Thiên Tôn khuôn mặt, mà là xuất hiện một tấm nữ nhân mặt. Người nữ nhân này là Thân Thị huynh đệ ghét nhất nữ nhân. Thân Liệt muội muội, Thân Hào tỷ tỷ, Thân Cung huân. Hai huynh đệ vừa nhìn thấy người nữ nhân này, suýt chút nữa không khí từ trên ghế nhảy dựng lên. Thân Hào tánh khí nóng nảy, há mồm liền mắng, không phải Lão Thiên Tôn muốn gặp ta nhóm sao? Tại sao là người xú nữ nhân này xuất hiện ở màn ảnh trước? Thân Cung Huân vừa hút xì gà vừa nói, người nghĩ rằng ta rất muốn nhìn thấy các ngươi hai cái phế vật sao? Là Lão Thiên Tôn quá tức giận rồi, không tâm tình với các ngươi hai nói. Cho nên để cho ta cho các ngươi truyền lời. Thân Liệt kềm chế lửa giận, hỏi, Lão Thiên Tôn muốn ngươi chuyện nói cái gì? Thân Cung Huân lại hút một hơi, phun ra vòng khói. Nói rằng, Lão Thiên Tôn hắn nói, hai người các ngươi phế vật yêu cầu một lần nữa phối trí giải dược chuyện này. Hiện nay làm không được. Nhanh nhất, cũng phải cần thời gian nửa tháng. Nửa tháng? Quá lâu. Đến lúc đó, Phiền Thịnh cũng sớm đã phản bội. Thân Liệt nói rằng, liền không thể đem Yến Thành giải dược, lấy trước ra một bộ phận đến cho chúng ta cứu cấp sao? Thân Cung Huân nở nụ cười, người điên rồi sao? Đem Yến Thành giải dược cầm đi cho các ngươi cứu cấp, nại Yến Thành bên này làm sao bây giờ? Yến Thành là vẽ thượng tập đoàn đại bản doanh. Không cho sơ thất. Còn như Giang Nam khu, họa là các ngươi chính mình xông ra tới, tự nghĩ biện pháp giải quyết a. Nói xong, Thân Cung Huân trực tiếp cắt đứt video. Thân Liệt vi vi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Nhanh nhất cần nửa tháng mới có thể nghiên cứu ra mới giải dược, Lão Thiên Tôn lại không chịu xuất ra Yến Thành giải dược tới cứu gấp gáp, dựa theo trước mắt tình thế đi xuống, Giang Nam khu, lâm nguy. Thân Liệt tức thiếu chút nữa không có một quyền liền đem máy vi tính xách tay trên bàn đánh liền xuyên, hắn cắn răng, vừa nghĩ tới vừa mới Thân Cung Huân na dáng vẻ đắc ý liền toàn thân khó chịu. Vốn tưởng rằng chiếm lĩnh Giang Nam khu, có thể ở Thân Cung Huân trước mặt yên lành khoe khoang một phen. Ai biết cuối cùng biến thành cái dạng này. Thật sự là tức chết rồi muốn. Lúc này, Bí Thư lại bổ sung, Phó Đồng, có một việc gấp vô cùng gấp sự tình muốn đi gặp ngài hội báo. Nói, là như thế này, nhân trị y quán bên kia xảy ra một ít tình trạng. Căn cứ nhãn tuyến yêu sách, bót cảnh sát phái đi rồi rất nhiều xe cảnh sát đem nhân trị y quán bao vây đứng lên, tựa hồ là muốn đem Hoa Tiên Tử từ trong đó cho mang đi. Cái gì? Thân Liệt lập tức liền đứng lên, cái này thật là chính là xảy ra chuyện lớn. Nếu quả như thật làm cho Nguyễn Bình Sương đem Hoa Tiên Tử cho mang về đến bót cảnh sát, như vậy thì bằng người cuối cùng. Người sống đời sống thực vật, đều mất đi, ngay cả cuối cùng một phần hy vọng cũng không có. Cái này không đi. Nhất định phải đem Hoa Tiên Tử đoạt lại. Thân Hào nói rằng, đại ca, động thủ đoạt A. Ở vận chuyển trong quá trình hạ thủ, tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn, nếu như các loại đưa cho bót cảnh sát. Liền thật không có một chút xíu giành lại tới hy vọng. Đạo lý này Thân Liệt đương nhiên cũng hiểu. Bất quá. Hắn cũng không có sốt ruột động thủ, mà là nói rằng, nhanh, đem hiện trường hình ảnh phát sóng trực tiếp cho ta xem. Là, Bí Thư ngay lập tức sẽ cùng phía trước cơ sở ngầm liên lạc với, sau đó mở ra phát sóng trực tiếp hình ảnh. Có thể chứng kiến, có đại lượng xe cảnh sát đem đường cho nhét vào, xe bình thường căn bản là không có cách thông hành. Toàn bộ đi đường vòng, coi như là người đi đường, cũng phải đi đường vòng. Nguyễn Bình Sương lúc này đây thật là có hơi lớn trương kỳ cổ. Ở qua đại khái 10 min thời gian sau đó, có người đem một cái nhìn qua như là Hoa Tiên Tử tiểu cô nương nâng đến rồi trên xe. Sở dĩ nói, giống như, đó là bởi vì tiểu cô nương này ăn mặc cùng Hoa Tiên Tử giống nhau như đúc y phục, thế nhưng khuôn mặt là bị ngăn trở.
Sau khi lên xe, ở nhiều chiếc xe cảnh sát dưới sự hộ tống, lái đi bót cảnh sát. Thân Hào sốt ruột nói rằng, ca, nhanh hạ thủ a. Thân Liệt hé mắt, giơ tay lên nói rằng, không đúng, có chuyện. Có vấn đề gì a? Hộ tống Hoa Tiên Tử trở về chuyện này như vậy trọng yếu, Nguyễn Bình Sương, Giang Sách bọn họ sẽ lớn như vậy Trương Kỳ Cổ sao? Còn cố ý đem mặt cản được, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới xuyên qua đám người lên xe. Thật sự là quá khả nghi rồi. Đại ca, ý của ngươi là... Ý của ta, đây là Giang Sách kế Kim Thiền thoát xác. A, à, Thân Liệt tiếp tục nói, kiên trì chờ một lát, ta tin tưởng, chân chính, Hoa Tiên Tử, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Ở phía trước xe cộ sau khi rời khỏi, qua 5 min thời gian, quả nhiên, Thân Liệt suy đoán xuất hiện. Hơn vóc người khôi ngô cảnh sát đem một gã lính cảnh sát cho vây vào giữa, mọi người cùng nhau lên một chiếc tầm thường xe cảnh sát, sau đó rời đi hiện trường. Bọn họ cũng không phải từ đại lộ hành tẩu, mà là tuyển trạch sao đường nhỏ chạy đi bót cảnh sát. Thân Liệt nở nụ cười. Lão đệ, ngươi không cảm thấy cái kia người thấp nhỏ cảnh sát là một nữ hài tử giả trang sao? Thân Hào gật đầu, đã nhìn ra, thật là thật không ngờ, Giang Sách, Nguyễn Bình Sương bọn họ cư nhiên biết chơi cái này vừa ra. Phía trước gióng trống khua chiêng chính là vì mê hoặc chúng ta, phía sau len lén đem Hoa Tiên Tử đưa lên xe cảnh sát. Rẽ đường nhỏ hành tẩu, nếu như chúng ta đi chặn lại trước mặt xe, chẳng những muốn cùng cảnh sát đối kháng chính diện, còn có thể cướp được một cái hàng giả. Đám người này, thật là quá giảo hoạt rồi. Thân Liệt vừa cười vừa nói, lại giảo hoạt thì có ích lợi gì? Liền đám người này đầu óc, có thể nghĩ ra chủ ý gì tốt? Một chiêu này Kim Thiền thoát xác, đều là ta chơi đồ còn dư lại. Lão đệ, lập tức tổ chức nhân thủ. Ở nửa đường đem phía sau chiếc kia xe cảnh sát cản dưới, cần phải đem Hoa Tiên Tử cho ta cướp về. Tuân mệnh, Thân Hào lập tức ly khai phòng họp, tổ chức nhân thủ đi xử lý chuyện về sau. Thân Liệt thì ngồi vững trung quân trướng, đợi phía trước tin chiến thắng. Sắc trời cũng không phải là quá không rõ ràng, hôm nay bầu trời, âm trầm, tựa hồ lão thiên gia cũng không phải là thật là vui bộ dạng, tùy thời có thể bắt đầu mưa. Một chiếc nhìn qua phi thường tầm thường xe cảnh sát ở thành hương trên đường nhỏ hành xử. Nó bỏ qua đại lộ, vẫn rẽ đường nhỏ. Không chỉ có như vậy, càng là một tiếng còi cảnh sát cũng không có minh, tựa hồ sợ bị người khác phát hiện giống nhau. Tận khả năng ẩn núp chạy đi bót cảnh sát. Chỉ cần đến bót cảnh sát, tất cả liền đều kết thúc. Đáng tiếc, không như mong muốn. Ở xe cảnh sát hành xử đến một nửa thời điểm. Một chiếc làm ruộng xe trâu dừng ở giữa đường, đem xe cảnh sát cản xuống dưới, nửa bước cũng đừng nghĩ đi tới. Trái phải hai bên đều là đồng ruộng, duy nhất đường còn bị xe trâu lấp kín. Cái này muốn thế nào đi? Nhìn phía sau một chút, muốn lui ra ngoài đổi một con đường đi cũng không hiện thực, biện pháp tốt nhất chính là đem xe trâu cho lấy ra. Xuống xe nhìn, tài xế dừng xe, một gã cảnh viên đẩy cửa xe ra đi xuống. Hướng phía hai bên xem. Hắn đang tìm kiếm cày ruộng nông dân, hy vọng đem chiếc này xe trâu cho lấy ra, nhường ra một cái đồng hành đường tới, kết quả nhìn tới nhìn lui ở đâu có nửa nông dân cái bóng. Đang ở hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên. Từ trái phải hai bên trong đồng ruộng mặt sông tới hơn mang mặt nạ nam tử áo đen. Bọn họ hành động nhanh chóng, một gậy gõ vào cảnh viên trên ót, tại chỗ liền hôn mê đi. Sau đó bọn họ xông về xe cảnh sát. Lúc này tài xế muốn cuối cùng, lái xe đã tới không kịp, những người áo đen kia hành động phi thường nhanh chóng. Trực tiếp liền đem cửa sổ xe cho đập bể, đem tài xế từ cửa sổ lôi đi ra, mấy cây gậy đánh không thể động đậy. Sau đó, bọn họ mở cửa xe, đem tên kia ăn mặc cảnh viên tiểu cô nương cho nhét vào trong bao bố, hai người khiêng trên bờ vai chạy đi. Toàn bộ quá trình trước sau chỉ có không đến 3 min thời gian, vô cùng quả đoán nhanh chóng. Trên xe, một gã chảy máu cảnh viên cho Nguyễn Bình Sương gọi điện thoại. Uy, khu trưởng, đã xảy ra chuyện, hàng bị cướp đi rồi. Nói xong, hắn té trên mặt đất đã hôn mê. Mà lúc này Thân Liệt, đang ngồi ở bên trong phòng họp đợi tin tức, không để cho hắn các loại lâu lắm, liền bị đến từ Thân Hào một tấm hình. Trong tấm ảnh, là một cái bị đánh vào trong bao bố tiểu cô nương. Thân Liệt nở nụ cười. Thành công.
Thân hào bản lãnh khác không có, cái này cướp bóc thủ đoạn thật đúng là xuất sắc. Giang Sách, Nguyễn Bình Xương, lúc này đây các người thật thật tại tại thua ở trên tay của ta đi. Hanh, theo ta đấu, các người còn non một chút. Đang kiên nhẫn chờ đợi sau nửa giờ, phòng họp đại môn mở ra, vài tên hắc y nhân khiêng một cái bao tải đi đến, đem bao tải ném xuống đất, bên trong có thể nghe được ô ô ô cô gái tiếng khóc thanh âm. Thân hào sau đó đi đến. Đại ca, ta đây sự tình làm như thế nào? Thân liệt giơ ngón tay cái lên, làm thật sự là xinh đẹp. Đem bao tải mở ra cho ta xem. Được rồi. Thân hào sau đó mở ra bao tải, đem bên trong cô bé kia cho lộ ra đầu tới. Kết quả cái này vừa lộ ra đầu, thân liệt suýt chút nữa tại chỗ bạo tạc. Tiểu cô nương này, căn bản không phải hoa tiên tử a. Thân liệt suýt chút nữa không tức giận chết. Chỉ vào tiểu cô nương kia hét lớn, cái này căn bản không là hoa tiên tử, thân hào, ngươi là tại sao vậy? Thân hào cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn rõ ràng chính là dựa theo thân liệt chỉ thị đi làm, sao lại thế lầm đâu? Ta chính là đem xe lên tiểu cô nương đoạt lấy rồi nha. Đại ca ngươi xem, trên người nàng còn ăn mặc ngụy trang cảnh phục rồi, ta không có lầm a. Thân hào quả thực không có lầm. Na sai chính là... Thân liệt ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói rằng, không xong, chúng ta bị lừa. Ta cho rằng Giang Sách theo chúng ta chơi kim thiền thoát xác, trên thực tế là đang cùng chúng ta chơi tâm lý chiến. Hắn cố ý đại trương kỳ cổ đem hoa tiên tử đưa đi. Sau đó là một giả rẽ đường nhỏ. Chúng ta chắc hẳn phải vậy cho rằng phía sau cái này chính là thật, ngược lại đem phía trước đưa đi hoa tiên tử đem thả rớt, để cho bọn họ bình an, thuận thuận lợi lợi đem người đưa cho bót cảnh sát. Quá giảo hoạt rồi. Đem tâm lý chiến đấu chơi đến trình độ này, Giang Sách, ngươi là quái vật sao? Thân liệt cùng Giang Sách giao thủ số lần cũng không nhiều, cho nên hắn xác thực xem thường Giang Sách thực lực, nếu như nếu đổi lại là kinh thành những người đó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Giang Sách cấp cho. Hắn, vẫn là quá đơn thuần. Hơn nữa sự tình không chỉ có riêng chính là chỗ này sao đơn giản đã. Đang ở thân liệt. Thân hào áo não không thôi thời điểm, bí thư chạy vào nói rằng, phó đồng, không xong, một nhóm lớn cảnh sát vọt vào, căn bản ngăn không được. Cảnh sát xông vào, bọn họ muốn làm gì? Đáp án này, cảnh sát tự mình nói cho thân liệt. Một đoàn cảnh sát vọt vào, dẫn đầu là một gã hình cảnh đội trung đội trưởng, hắn trừng mắt thân thị huynh đệ. Giận dữ hết, chúng ta cảnh sát đồng chí tại ngoại gia phá án trong quá trình gặp tập kích, hơn cảnh viên thụ thương. Một tên trong đó nữ cảnh sát tức thì bị bắt cóc. Thân liệt phó đồng, cho một giải thích a. Thân liệt vốn còn muốn nói xạo, nhưng trợn mắt nhìn cái kia bị nhét vào trong bao bố, mang về phòng họp nữ cảnh sát, hắn phải như thế nào giải thích? Cảnh sát xuất cảnh tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Bọn họ làm sao lại có thể khẳng định như vậy biết nữ cảnh sát bị ép buộc vị trí? Nói vậy, ở cái kia nữ cảnh sát trên người nhất định cất giấu máy xác định vị trí. Ở nữ cảnh sát bị mang đến phòng họp một khắc kia, máy xác định vị trí liền đem vị trí phá tan lộ ra rồi, trung đội trưởng mang người trực tiếp giết tới, bắt cái hiện hình. Lúc này đây, thân liệt bị mưu hại gắt gao. Giang Sách không riêng đem hoa tiên tử quang minh tránh đại từ hắn dưới mí mắt đưa đi, càng là bị thân liệt trước giờ đào xong một cái hố to, bọn họ muốn cướp đi hoa tiên tử, kết quả giành được là một gã nữ cảnh sát. Đánh lén cảnh sát, bắt cóc. Cái này cũng đều là tội lớn, Giang Sách cho thân liệt đào cái này hãm hại, thực sự là sâu không thấy đáy. Thân liệt hai tay của đã bắt đầu run rẩy, một lần này so chiêu, hắn thua quá hoàn toàn chính là bị Giang Sách cho nắm mũi dẫn đi, ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới Giang Sách cường đại. Ta, thân liệt thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này. Thân hào đứng dậy, ngửa đầu nói rằng, Hanh. Đánh lén cảnh sát, bắt cóc sự tình đều là ta làm. Những hắc y nhân này cũng đều là thủ hạ của ta, ai làm nấy chịu, các ngươi muốn bắt người. Có thể, đem ta mang đi a. Trung đội trưởng nhíu mày lại, hỏi, một mình ngươi làm. Mục đích là cái gì? Ta chán ghét cảnh sát các ngươi a. Thân hào khinh thường nói, cả ngày theo ta đối nghịch, ta vừa nhìn thấy cảnh sát các ngươi liền toàn thân khó chịu. Đã nghĩ đánh chết các ngươi, làm sao vậy?
Ai nấy đều thấy được, Thân Hào đây là có ý vì thân liệt giải vây. Đem tất cả tội danh toàn bộ đều nắm vào tự mình một người trên người. Khí xa bảo xuất, phi thường sáng suốt đồng thời vốn có tinh thần hy sinh cách làm. Thân liệt nếu như bị vồ vào đi, tranh kia thượng tập đoàn ở Giang Nam khu kinh doanh vậy triệt để lạnh, Thân Hào bị vồ vào đi, tổn thất sẽ chả có thể tiếp thu. Huống hồ, lúc này đây tuy là đánh lén cảnh sát, bắt cóc, nhưng không có gây ra mạng người, nhiều lắm chính là tọa mấy năm tù, đối với Thân Hào mà nói hoàn toàn có thể tiếp thu. Trung đội trưởng thì không muốn như vậy. Hắn đương nhiên muốn đem Thân Liệt cho bắt đi, nhưng tình huống trước mắt, làm không được. Liền trước mắt chứng cứ đến xem, quả thực tất cả mọi chuyện đều là Thân Hào để làm, cùng Thân Liệt không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi nói Thân Liệt là chủ sử sau màn. Chứng cớ đâu? Không có. Vậy ngươi liền thực sự không thể mang đi Thân Liệt. Giang Sách đào xong cái này một cái hố to, bị Thân Hào dùng thân thể điền đứng lên, Thân Liệt đạp Thân Hào thân thể bỏ ra. Trung đội trưởng hít thở sâu một hơi, phất, đem Thân Hào đã nhân viên tương quan đều mang về cho ta. Là, chúng nhân viên cảnh sát lập tức động thủ, đem Thân Hào cùng với những người áo đen kia toàn bộ đều mang đi, cũng cứu đi tên kia nữ cảnh sát viên. Một nhóm lớn người hạo hạo đáng đáng ly khai vẽ thượng tập đoàn. Mặc dù không có bắt được Thân Liệt, nhưng ít ra mang đi Thân Hào điều này cá lớn, còn thuận thế diệt trừ rồi Thân Hào một đám tay chân, một lần này thu hoạch không tính là thất bại. Trong phòng hội nghị, chỉ còn lại có Thân Liệt một người. Hắn hai mắt vô thần nhìn trống rỗng phòng họp, càng nghĩ càng sức sống, lúc này đây thực sự không khống chế được tâm tình của mình, ở trong phòng điên cuồng phát tiết đứng lên. Máy vi tính sách tay, giỏ rác, tài liệu bản, bút, chén trà, cái ghế. Phàm là có thể đá có thể đập đồ đạc, đều bị hắn làm hỏng một cái lần. A, à, Thân Liệt ngửa mặt lên trời thét dài, sắp tức điên rồi. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Hắn quay đầu nhìn lại, tay kia máy móc sớm đã bị hắn ném xuống đất còn đạp một cước. Màn hình đều nứt ra. Điện báo biểu hiện, độc ác nữ nhân. Là Thân Cung Huân đánh tới. Thân Liệt đè nén tức giận, tự tay từ dưới đất nhặt lên điện thoại di động, phi thường tốn sức chuyển được, một câu nói cũng không nói. Đối diện truyền đến Thân Cung Huân trách móc nặng nề thanh âm, tại sao không nói chuyện. Biết quá mất mặt, không mặt mũi nói chuyện đúng vậy. Thân Liệt tiếp tục trầm mặc. Thân Cung Huân dừng lại khoảng khắc, tiếp tục nói, bị một cái đã sa thải quan chức tiểu nhân vật cho tỏ ra xoay quanh, Thân Liệt, người thật là quá thất bại. Hiện tại Thân Hào đã tiến vào, liền Nguyễn Bình Xương cái kia thái độ cái tính khí kia, muốn đem Thân Hào lấy ra, độ khó cực đại. Giải dược cũng không có, ở dưới tay ngươi này cậu sợ là cũng sẽ không lại chịu đến khống chế của ngươi. Trở về a, lão thiên tôn phi thường lo lắng an nguy của ngươi, chớ cùng Thân Hào giống nhau cũng tiến vào, na lão thiên tôn thực sự khó có thể tiếp thu. Trở về, biết Yến Thành. Quả thực, nếu như là trở về Yến Thành lời nói, nơi đó là vẽ thượng tập đoàn thiên hạ, lấy thúng úp voi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể đối phó bọn họ. Nhưng Thân Liệt làm sao cam tâm? Hắn tới Giang Nam khu, chính là muốn chứng minh thực lực của chính mình cũng không so với Thân Cung Huân kém, tân tân khổ khổ kinh doanh 10 tháng, mắt thấy liền sẽ hoàn thành đại nhất thống, kết quả. Từ Giang Sách sau khi trở về, hắn liền khắp nơi không phải thuận lợi. Đặc biệt Giang Sách đem Nguyễn Bình Xương đều cứu sống qua đây. Càng cho hắn xưng bá đường chế tạo cản trở, thiệt là phiền. Trầm mặc khoảng khắc, Thân Liệt nói rằng, ta hiện tại không thể trở về đi. Vì sao? Cái này liên quan đến một người đàn ông tôn nghiêm. Tôn nghiêm, Thân Cung Huân phốc suy vui vẻ, người đều nhanh thành một cái chó nhà có tang rồi, còn có cái gì tôn nghiêm? Người, tối trọng yếu là có tự mình biết mình. Người cút trở lại cho ta, đây không phải là ý của ta, là lão thiên tôn ý tứ, minh bạch. Lão thiên tôn lời nói, Thân Liệt cũng không phản kháng. Nhưng lần này bất đồng. Vừa nghĩ tới vừa mới Thân Hào bị mang đi dáng vẻ. Thân Liệt liền giận không chỗ phát tiết, lúc này càng là toàn thân đều phải bốc hỏa. Hắn hết sức ngăn chặn tức giận, thấp giọng nói rằng, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, hiện tại ta không thể trở về đi, ta phải đem chuyện bên này xử lý tốt mới có thể trở về đi. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại.
Lạch cạch, hắn đem điện thoại di động ném xuống đất, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Thân hào bị mang đi, giải dược cũng toàn bộ đã không có, từ trước mắt thế cục đến xem, Giang Nam khu dung chuyển nhất định sẽ trước giờ đến, vẽ thượng tập đoàn thế tất yếu sụp đổ. Không có bất kỳ cứu vãn biện pháp. Thế nhưng, thân liệt không thể cứ như vậy ly khai. Hắn muốn cho Giang Sách trả giá giá thê thảm, mặc dù là phải ly khai, hắn cũng phải đem Giang Sách, Nguyễn Bình Sương cho giết sau đó. Mang theo đệ đệ thân hào cùng rời đi. Giang Sách, ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi rất lợi hại a? Đi, đầu óc ngươi là tốt, ngầm ta đây là không chơi thắng ngươi, ngươi lợi hại. Thế nhưng, lão bà của ngươi hài tử cũng giống ngươi lợi hại như vậy sao? Giang Sách, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn, đem ta tân tân khổ khổ kinh doanh vẽ thượng tập đoàn cho làm hỏng, đem ta đệ đệ vồ vào đi, đem ta tôn nghiêm dẫm ở dưới chân. Ta sẽ không để cho chào ngươi sống. Thân liệt trong lòng lửa giận thiêu đốt, trong đầu nghĩ ra một cái lại một cái độc kế, thế tất yếu trả thù Giang Sách. Cái này, chính là hắn muốn lưu lại hoàn thành sự tình. Cùng lúc đó, ở trong bót cảnh sát, Nguyễn Bình Sương cùng Giang Sách ngồi ở trong phòng làm việc mặt, một người bưng một ly trà, mặt lộ vẻ nụ cười. Nguyễn Bình Sương giơ ngón tay cái lên, nói rằng, Giang tiên sinh, ngài trí tuệ thật là vượt qua thường nhân A. Nhất chiêu thật đơn giản, kim thiền thoát xác, cư nhiên bị ngươi chơi ra nhiều kiểu mới, đem thân thị huynh đệ cho đùa bỡn xoay quanh. Hiện tại Hoa tiên tử bình an đưa tới bót cảnh sát, thân hào lại bị bắt, thật sự là nhất tiễn song điêu. Chỉ là đáng tiếc, không có đem thân liệt cũng cùng nhau chụp tới, thân hào thay hắn đỉnh xét, còn rất trượng nghĩa. Sự tình không có thập toàn thập mỹ, có thể có bây giờ kết quả, đã khá vô cùng. Giang Sách rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, Từ Tốn nói, bây giờ còn hoàn toàn không phải ăn mừng thời điểm, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, thân liệt đã không có bất luận cái gì giải dược, như vậy hắn khống chế những người đó, thế tất yếu phản. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Giang Nam khu sợ là sẽ phải nhấc lên tinh phong huyết vũ, đến lúc đó phát sinh bất kỳ tình huống gì cũng không kỳ quái. Nếu như làm người ngoài cuộc, có thể cái gì cũng không quản, hạp qua tử xem cuộc vui. Nhưng Nguyễn khu trưởng, chúng ta không phải người ngoài cuộc. Tùy ý những người đó qua quyết tới, Giang Nam khu kinh tế sẽ hoàn toàn tan vỡ, người cái khu vực này dài một định không muốn chứng kiến. Nguyễn Bình Sương gật đầu, đúng vậy, cho nên chúng ta đã phải đối phó thân liệt, lại nếu muốn biện pháp khống chế được cục diện. Mặc dù là tinh phong huyết vũ, cũng phải đem nó cho áp chế lại, tuyệt đối không thể để cho trận này gió bão phá hủy toàn bộ Giang Nam khu A. Nói là nói như vậy, nhưng độ khó khăn phi thường lớn. Huống chi, thân liệt cũng không phải thúc thủ chịu trói nhân, Giang Nam khu mảnh chiến trường này, muốn nghênh đón chiến đấu sau cùng rồi. Đêm khuya, một cái gầy yếu thấp bé lão phụ nhân đi vào vẽ còn tập đoàn đại môn, như vậy một cái tầm thường, tiểu nhân vật, sẽ trở thành cải biến toàn bộ thế cục nhân vật then chốt. Lão phụ nhân giống như là Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên giống nhau, cả đời cũng không có gặp qua xinh đẹp như vậy khí phái nội bộ công ty cảnh tượng, đông nhìn tây nhìn một chút. Ở bí thư dưới sự hướng dẫn, nàng đi tới phòng khách, phi thường câu nệ ngồi xuống. Mời uống trà. Ôi chao, cảm tạ, cảm tạ. Lão phụ nhân bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm. Nói thật, cũng không phải là uống quá ngon, không thể so nhà tách trà lớn uống ngon. Thế nhưng, lão phụ nhân biết trà này nhất định rất đắt. Cho nên hắn mặc dù không thích uống, cũng một hơi thở uống vài ly, bí thư bên cạnh đều nhanh muốn nhịn không được cười ra tiếng. Đợi hồi lâu, thân liệt đi đến. Ai yêu, thân phó đồng. Lão phụ nhân lập tức liền đứng lên, hai tay cũng không biết nên để ở nơi nào cho phải, khẩn trương nguy, giống như vậy đại nhân vật bình thường chỉ có ở trong tivi mới có thể thấy được, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở hiện trường nhìn thấy. Thân liệt sắc mặt phi thường lãnh đạm. Hắn còn đang là chuyện ban ngày sức sống. Tỏa! Ôi chao! Lão phụ nhân quy quy củ củ ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, vô cùng câu nệ. Thân liệt ngồi ở đối diện với nàng, hai chân chéo ngẩy, dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn lão phụ nhân, mở miệng nói, ngươi chính là lang bà ngoại. Lão phụ nhân lúng túng nhếch môi cười cười, nói rằng, ai, đây đều là nhân gia nói bậy, cái gì lang bà ngoại a? Ta chính là một quy quy củ của người đứng đắn.
Thân Liệt có vẻ tuyệt không bình tĩnh, thanh âm đề cao nói rằng, nếu như ngươi không phải lang bà ngoại, cút ngay a. Ngạch, lão phụ nhân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thân Liệt nhìn thoáng qua bí thư kia lập tức lĩnh hội. Lấy ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn, chữ số là 100 vạn. Nếu như ngươi là lang bà ngoại, ta đây liền cùng ngươi nói một chút đơn này 100 vạn sinh ý. Lão phụ nhân trợn cả mắt lên rồi, nàng cũng không có một công việc đàng hoàng, sinh hoạt qua phi thường túng quẫn, nếu như có cái này 100 vạn, nàng đến chết cũng không cần lo lắng vấn đề tiền. Vì vậy, là, ta chính là lang bà ngoại, lão phụ nhân phi thường thống khoái thừa nhận. Thân Liệt lúc này mới gật đầu. Ở Giang Nam khu, vẫn luôn lưu truyền, lang bà ngoại, truyền thuyết, đây là một cái phi thường nữ nhân đáng sợ, truyền thuyết bị nàng để mắt tới hài tử, không có một có thể chạy trốn. Mỗi một năm, lang bà ngoại đều sẽ lừa bán nhi đồng, chưa từng thất thủ. Bị nàng mang đi hài tử, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ tìm trở về. Đơn giản mà nói, lang bà ngoại, chính là một cái thủ đoạn cao minh nhân khẩu buôn lậu, chuyên môn lừa bán nhi đồng. Người người đều cho rằng lang bà ngoại nhất định dáng dấp phi thường hung ác, nhất định là một nhìn qua cũng rất gian trá nữ nhân, kỳ thực ai có thể nghĩ tới lang bà ngoại là một cái như vậy nhìn qua phi thường tầm thường lão phụ nhân đâu. Cho nên nói, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Đã xác định thân phận của đối phương, Thân Liệt cũng sẽ không già dạ hiểm hiểm liễu, hắn từ trong túi áo tay lấy ra ảnh chụp bày ở trên bàn. Ta muốn người giúp ta làm một chuyện, đưa cái này hài tử mang tới nơi này. Lang bà ngoại cầm hình lên xem đi xem lại, đây là một cái vẫn còn ở cưỡng bảo chi chung hài tử, nhìn qua cũng liền hơn một tháng bộ dạng. Nhỏ như vậy một đứa bé, muốn hạ thủ độ khó là tương đối lớn. Bởi vì, nay trùng hài tử, phụ mẫu đều là sẽ phi thường cẩn thận chiếu cố, không giống này 5-6 tuổi hài tử, có thể tùy tiện thả ra ngoài chơi đùa, hơi chút sử dụng một điểm thủ đoạn liền bắt cóc. Cái này, khó khăn a. Không có độ khó cũng sẽ không tìm ngươi. Thân Liệt ngón tay điểm một cái chi phiếu, cho ngươi 2 ngày thời gian, hài tử mang đến tiền thuộc về ngươi, mang không đến hợp tác thủ tiêu. Đều nói có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, vì tiền, lang bà ngoại không đếm xỉa đến. Nàng hỏi tới, cho nhiều ta một vài hài tử tin tức, đây là nhà ai hài tử, đang ở nơi nào các loại. Thân Liệt nói rằng, đứa bé này là Giang Ngọc Dĩnh. Là Giang Sách hài tử. Bình thường đều ở nhà, có lúc cũng sẽ mang đi ra ngoài, ta sẽ sắp xếp người nhìn chằm chằm, từ ngươi tới chọn hạ thủ thời cơ. Lang bà ngoại gật đầu, nếu tin tức đều đã rõ ràng như thế rồi, nam muốn hạ thủ liền dễ dàng nhiều. Thân phó đồng, sẽ chờ tin tức tốt của ta a. Nói xong, lang bà ngoại cầm lấy trên bàn ảnh chụp. Khoan thai chậm rãi ly khai phòng khách. Thân Liệt nhìn bà lão này nhân bóng lưng. Có chút không yên lòng hỏi bí thư, người xác định một cái như vậy lão già kia, có thể từ Giang Sách trong tay đem hắn nữ nhi trộm ra. Bí thư nở nụ cười, phó đồng, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Theo ta được biết, lang bà ngoại xuất thủ, chưa từng thất thủ. Hơn nữa Giang Sách phải xử lý sự tình thật sự là nhiều lắm, căn bản không thể chú ý đến hài tử. Ta tin tưởng lấy lang bà ngoại năng lực, quải một đứa bé vẫn là rất dễ dàng. Dừng một chút. Bí thư còn nói thêm, bất quá phó đồng ta không hiểu là. Vì sao không phải trực tiếp giết chết đứa bé này? Lúc đó càng thêm dễ dàng, trực tiếp tìm một khe hở, một quyền có thể hoàn thành. Thân Liệt khoát tay áo, làm như vậy chỉ có thể làm cho Giang Sách thống khổ trong chốc lát. Ta muốn đưa cái này hài tử mang về, tiến hành một điểm gia công, làm cho Giang Sách cuộc đời này đều sống ở trong thống khổ. Mấy ngày nay, Giang Sách cũng không có tại gia. Vẫn luôn ở bót cảnh sát, nhân chỉ y quán bận việc, vì Giang Nam khu khả năng phát sinh dung chuyển chuẩn bị. Trong nhà, từ thê tử Đinh Mộng Nghiên cùng với nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau chiếu cố nữ nhi. Bọn họ cho hài tử nhất chú tâm chiếu cố, các phương diện đều làm được cẩn thận, 24 giờ thay phiên canh chừng. Nếu như người nhà mệt mỏi, liền thuê làm bảo mẫu tới canh chừng. Ngược lại mỗi thời mỗi khắc đều nhất định phải có người nhìn. Không có khả năng tồn tại bất luận cái gì một phút đồng hồ hài tử không ai nhìn tình huống. Ngày này, Đinh Mộng Nghiên ôm hài tử, ngồi Đinh Khải Sơn xe khứ âm vui phòng học, đi học. Đây là Đinh Mộng Nghiên cho hài tử báo sớm giáo,
làm cho hài tử ở mới sinh ra không lâu dưới tình huống, để nàng mỗi ngày đắm chìm trong âm nhạc trong không khí, bồi dưỡng hài tử âm nhạc tế bào. Đinh Mộng Nghiên là hy vọng hài tử trên người có thể có một ít âm nhạc, hội họa các loại nghệ thuật thiên phú. Tính trẻ con âm nhạc, đến rồi, Đinh Khải Sơn nói rằng. Đẩy cửa ra, hai người trước sau xuống xe, đi vào âm nhạc bên trong phòng học, từ Đinh Mộng Nghiên ôm hài tử khoanh chân ngồi xuống, đem con đặt ở trên đùi của mình. Đinh Khải Sơn thì ngồi ở phòng học bên ngoài, phi thường nhàm chán soát điện thoại di động. Dựa theo tình huống trước kia, ngày hôm nay sẽ lại là một cái bình thường buổi chiều, Đinh Khải Sơn soát một buổi chiều điện thoại di động, Đinh Mộng Nghiên cùng hài tử nghe một buổi chiều sớm giáo âm nhạc. Theo thời gian trôi qua, lục tục có người đến gần phòng học. Các nàng đều cùng Đinh Mộng Nghiên giống nhau, đều ôm trong ngực hài tử. Trong đó, một gã lão phụ nhân ngồi ở Đinh Mộng Nghiên bên người, trong lòng ôm một cái phi thường khả ái tiểu cô nương, nhìn qua cũng liền hai tháng không tới dáng vẻ. Đinh Mộng Nghiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lão bà này được có hơn 60 đi. Cái tuổi này còn có thể sanh con. Nghĩ lại, đoán chừng là hài tử nãi nãi, không khỏi vì mình vừa mới ngu xuẩn ý tưởng cảm thấy buồn cười. Lão phụ nhân xem Đinh Mộng Nghiên cười ngây ngô bộ dạng, cũng cười theo rồi, nói rằng, nhà các ngươi hài tử thật đúng là khả ái. Cảm tạ, nhà các ngươi hài tử cũng có thể yêu nha, ngoan ngoãn, không có chút nào ầm ĩ. Ai, ba mẹ nàng đều đi ra ngoài đi làm, còn muốn ta một cái lão thái bà mỗi ngày đến hài tử cùng nhau nghe này nghe không hiểu âm nhạc, thật là làm cho con bà nó nát tâm. Đinh Mộng Nghiên mỉm cười nói, có thể mang hài tử. Cũng là một niềm hạnh phúc nha. Lão phụ nhân khoát tay áo, cái gì hạnh phúc không hạnh phúc, có thể cho bọn nhỏ giảm bớt một điểm gánh vác là tốt rồi. Nói chuyện phiếm trong lúc, âm nhạc lão sư đi vào phòng học. Các vị gia trưởng, mời chiếu cố tốt hài tử của các ngươi. Ngày hôm nay ta sẽ cho đại gia mang đến thời trung cổ pháp âm nhạc ra. Ở một đoạn lớn giới thiệu sau đó, âm nhạc giáo sư phát hình du dương âm nhạc. Không thể không nói, cái này âm nhạc chọn vẫn rất có tài nghệ. Mỗi người sau khi nghe, đều cảm thấy phi thường thoải mái, nhắm mắt lại cũng cảm giác như là ở mênh mông vô bờ trên thảo nguyên chạy nhanh thông thường, trời xanh mây trắng, xanh thảo nguyên, làm cho lòng người khoáng thần di. Bất kể có phải hay không là đối với hài tử mới có lợi, chỉ ít như vậy âm nhạc làm cho gia trưởng nghe xong là rất thụ dụng. Rất nhiều gia trưởng nghe đến liền mệt nhọc, Đinh Mộng Nghiên chính là một người trong đó. Nàng đem con ôm vào trong ngực, sau đó nhắm hai mắt lại, ở âm nhạc trong đại dương trầm lắng ngủ, vô cùng hưởng thụ. Cũng không biết qua bao lâu, bên tai xuất hiện một thanh âm, vị này mụ mụ, tỉnh lại đi, âm nhạc phát hình kết thúc lạp. Đinh Mộng Nghiên rồi mới từ trong ngủ mơ tỉnh lại. Nàng dụi dụi con mắt, nhìn chung quanh, không ít gia trưởng cũng cùng với nàng giống nhau vừa mới đều ngủ gặp, có điểm đến bây giờ còn không có tỉnh. Bên cạnh lão phụ nhân kia đã mất, không biết từ lúc nào rời đi. Có lẽ là nàng nghe được phân nửa cảm thấy không có ý nghĩa, mang theo hài tử ly khai a. Được rồi, hài tử. Đinh Mộng Nghiên nhanh lên nhìn về phía trong ngực hài tử. Hài tử đã ngủ rồi, Đinh Mộng Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Mộng Nghiên, về nhà lạp. Đinh Khải Sơn ở cửa hô một tiếng. Ân, tốt. Đinh Mộng Nghiên đứng dậy, ôm hài tử đi hướng Đinh Khải Sơn. Đang đi trong quá trình cảm giác có một chút kỳ quái, cảm giác trong ngực hài tử có một chút trọng. So với bình thường muốn trọng một điểm. Nàng vừa đi vừa cúi đầu nhìn kỹ. Kết quả, đang ở nàng đi tới cửa thời điểm, dừng bước, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Sợ tại chỗ hét dầm lên. A, à, Đinh Khải Sơn hách liễu nhất đại khiêu, điện thoại di động đều rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, tên gì nha? Hài tử, đây không phải là hài tử của ta. A, à, Đinh Khải Sơn sửng sốt một chút, sau đó nhanh đi xem, quả nhiên, đứa bé này cũng không phải là hài tử của nhà mình, tuy là cũng là một hai tháng tiểu cô nương, nhưng người nào nhà hài tử còn có thể nhận sai. Đây không phải là Giang Ngọc Dĩnh. Hài tử đâu? Đinh Khải Sơn nhìn về phía phòng trong, la lớn, đại gia mau nhìn xem, con cái nhà ai ôm sai rồi. Tất cả gia trưởng giật nảy mình, nhao nhao cúi đầu kiểm tra ngực mình hài tử, rất sợ ôm sai rồi. Nhưng kết quả thật bất ngờ. Không ai ôm sai.
Những người khác hài tử đều là từ nhà hài tử, chỉ có Đinh Mộng Nghiên trong ngực là người khác nhà hài tử, cái này có vấn đề. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đinh Mộng Nghiên gấp đều phải khóc, vừa lúc đó, trong đầu nàng hiện lên một thân ảnh. Là nàng, lão phụ nhân kia. Đúng rồi, Đinh Mộng Nghiên trong tay hài tử, chính là trước lão phụ nhân kia trong ngực tiểu cô nương. Bị, đánh cháo rồi. Nhựa đường đường cái, mưa nhỏ tích tích lịch lịch rơi xuống, một chiếc màu đen xe có rèm che ở trên đường bay nhanh. Tốc độ cực nhanh, như một tia chớp màu đen. Bên trong xe, là Giang Sách. 3 phút trước, hắn nhận được đến từ thê tử Đinh Mộng Nghiên điện thoại của. Trong điện thoại Đinh Mộng Nghiên khóc không thành tiếng, khóc chết đi sống lại, cuối cùng nói ra một cái làm người ta trầm thống sự thực nữ nhi mất tích. Nói đúng ra, là bị người đánh cháo rồi. Đây tuyệt đối là có dự mưu mà đến. Nếu không, vì sao cột không là người khác nhà hài tử, mà là Giang Sách hài tử? Còn có, lão phụ kia bởi vì cái gì an vị ở Đinh Mộng Nghiên bên người, thực sự trùng hợp như vậy, tùy tiện chọn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là có người vì trả thù Giang Sách, mà tuyển trạch đối với hài tử động thủ. Giang Sách địch nhân không ít. Ngoại trừ thân liệt ở ngoài, ở Giang Nam khu muốn đem Giang Sách giết chết không phải số ít, không nói khác, quần anh liên minh đám người kia liền đối với Giang Sách hận thấu xương. Hiện tại là tối trọng yếu chính là trước biết rõ ràng rốt cuộc là người nào tại đối phó Giang Sách. Hiện nay khả năng có lưỡng chủng kết quả. Loại thứ nhất, đối phương lấy hài tử tới uy hiếp Giang Sách. Vậy không quản đối phương đưa ra yêu cầu gì, Giang Sách đều sẽ bằng lòng. Tiền, quyền, vẫn là cái gì khác, Giang Sách đều không để ý. Cho dù là tánh mạng của mình, cũng có thể lấy ra cho đối phương. Sợ là sợ đối phương tuyển trạch loại thứ hai phương thức giết chết hài tử, dùng cái này tới làm cho Giang Sách thương tâm tuyệt vọng. Đây là Giang Sách phi thường sợ tình huống. Tu La chiến thần, cũng không phải không sợ hãi, hắn uy hiếp chính là người nhà, nếu như hài tử thực sự bị người cho giết chết nói, Na Giang Sách thực sự không biết nên làm sao tiếp tục sống sót. Tim của hắn, kinh hoàng không ngớt. Siêu siêu siêu, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, bên cạnh xe bị một chiếc tiếp lấy một chiếc vượt qua đi qua, Giang Sách không kịp chờ đợi chạy đi âm nhạc giáo thất. 15 min sau, xe đến rồi. Còn không đợi xe dừng hẳn. Giang Sách liền đẩy cửa nhảy ra ngoài, tùy ý nước mưa phát ở trên mặt, bước vào âm nhạc giáo thất. Đi vào, liền thấy Đinh Mộng Nghiên ngồi ở ghế trên khóc. Đinh Khải núi cùng Tô Cầm hai người không ngừng an ủi, bên cạnh có không ít cảnh sát đang điều tra lấy kiểm chứng. Chứng kiến Giang Sách sau khi đến, Đinh Mộng Nghiên càng thêm khó chịu. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Giang Sách, nhìn không được cho mình một cái tát, lão công, xin lỗi, ta đem con vứt bỏ. Ta chết tiệt. Giang Sách một bà cầm Đinh Mộng Nghiên tay, đưa nàng ôm vào trong lòng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Đinh Mộng Nghiên tóc, tận khả năng bình tĩnh an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, có lão công ở. Không có việc gì, ta nhất định sẽ đem chúng ta hài tử bình an mang về. Giang Sách mình cũng đã khẩn trương không ngớt, còn có thể bình tĩnh như vậy thoải mái Đinh Mộng Nghiên. Tâm lý tố chất đã nếu so với người bình thường cường rất nhiều. Lúc này, một gã cảnh viên đi tới nói rằng, Giang tiên sinh, mượn một bước nói. Giang Sách gật đầu, theo cảnh viên đi tới trong hành lang. Giang tiên sinh, căn cứ điều tra của chúng ta, hài tử của ngài có thể là bị lang bà ngoại cho đánh cháo rồi. Lang bà ngoại, ân, đó là Giang Nam khu kẻ tái phạm rồi, chưa từng thất thủ. Căn cứ chúng ta điều lấy quản chế kiểm tra kết quả, cùng với phu nhân của ngài kể lể. Chúng ta cho rằng là lang bà ngoại xác suất rất lớn. Vấn đề là, người nữ nhân này xuất quỷ nhập thần, không ai biết nàng cụ thể hình dạng thế nào. Càng không biết nàng đem con lấy được chạy đi đâu. Đây là một cái rất xấu kết quả, ý nghĩa hài tử khả năng thực sự không tìm về được. Đi, ta biết rồi. Cảnh viên tiếp tục nói, Giang tiên sinh ngài yên tâm. Cảnh sát sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ. Cảnh viên vốn là muốn nói một ít làm cho Giang Sách yên tâm nói, nhưng Giang Sách căn bản nghe không vào, xoay người rời đi. Hắn trở lại âm nhạc giáo thất, đối với Đinh Khải núi nói rằng, ba, người trước mang Mộng Nghiên về nhà. Ta đi ra ngoài tìm hài tử. Sách, người có thể nhất định phải đem Ngọc Dĩnh mang về a.
Đương nhiên. Giang Sách cuối cùng hôn một cái Đinh Mộng Nghiên cái trán, sau đó Mạo Vũ ly khai âm nhạc giáo thất. Trực tiếp tiến đến Giang Sơn Ấn. Hắn đi thẳng tới tầng chót chủ tịch phòng làm việc, đi tới câu nói đầu tiên là, vận dụng toàn bộ lực lượng, đem lang bà ngoại tìm cho ta đi ra, mang tới trước mặt của ta. Tôn Tại Ngôn cùng Bình Nước liếc nhìn nhau, đều biết chuyện nghiêm trọng, không nói gì liền lập tức đi làm rồi. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê. Gặp phải loại sự tình này, mặc dù trí tuệ như Giang Sách, cũng có chút luống cuống. Cũng may bên người của hắn còn có Tôn Tại Ngôn, một cái trí mưu đồng dạng bí hiểm trí giả. Đang đợi Giang Sách an tĩnh mấy phút sau đó, Tôn Tại Ngôn đi tới bên cạnh hắn, tăng hắn một cái nói rằng, thống suất, ta cảm thấy cho ngươi lo lắng lưỡng chủng tình huống cũng sẽ không phát sinh. Ân. Giang Sách xem 5200, hướng Tôn Tại Ngôn, làm cho hắn nói tiếp. Tôn Tại Ngôn phân tích nói, loại tình huống thứ nhất, ngươi cảm thấy có người biết dùng hài tử tới áp chế ngươi. Không có khả năng, dám lừa bán hài tử của ngài nhân, nhất định là không thiếu tiền, hắn mong muốn không phải là trả thù. Cho nên phải tiền muốn danh muốn quyền đều là sẽ không, đối phương duy nhất muốn xem, chính là ngài thương tâm tuyệt vọng, thống khổ. Điểm này, lại có mặt ở đây. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, loại tình huống thứ hai. Ngài cảm thấy hài tử khả năng ngộ hại. Điểm này cũng xin ngài buông lỏng tinh thần. Sẽ không phát sinh, bởi vì liền độ khó hệ số mà nói, nếu như muốn hại chết hài tử, ở âm nhạc giáo thất có thể động thủ. Sau đó tiêu sái rời đi, hà tất làm điều thừa đem con đánh cháo rồi lại đi ra hại. Vừa nói như vậy, Giang Sách đã cảm thấy thật sự có đạo lý. Đúng vậy, muốn hại chết hài tử, âm nhạc giáo thất có thể động thủ, đơn giản dễ dàng. Hà tất làm điều thừa đi đánh cháo. Độ khó hệ số lớn hơn nhiều. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ biết cầm hài tử thế nào? Lúc này, Giang Sách đầu óc của mình là loạn, không còn cách nào an tĩnh suy tư, hắn đem hy vọng ký thác vào Tôn Tại Ngôn trên người. Tôn Tại Ngôn cho ra chính hắn suy đoán. Thống suất, ta muốn nói cái này loại thứ ba khả năng, nếu so với trước lưỡng chủng khả năng còn bết bát hơn, ngài có một chuẩn bị tâm lý. Giang Sách gật đầu, người nói. Tôn Tại Ngôn nặng nề thở dài, nói rằng, ta cho rằng, đối phương sẽ không giết chết hài tử, thế nhưng sẽ đối với hài tử gây độc thủ, làm cho hài tử nằm ở muốn sống không được trạng thái. Nói vậy, thống suốt ngài thì sẽ một đời bị đứa bé này, bắt cóc cả đời sống ở trong bóng ma, không đi ra lọt tới. Lạch cạch, Giang Sách trong tay màu đen bút gảy. Hắn nuốt nước miếng một cái. Tu La chiến thần, cũng có sợ. Sợ hãi nhất khắc, nếu như Tôn Tại Ngôn suy đoán là chính xác, na Giang Sách. Hắn không dám nghĩ. Hết lần này tới lần khác, khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Làm sao bây giờ? Giang Sách triệt để hoảng hồn, chưa từng có cái nào một khắc giống bây giờ như vậy bất lực, mặc dù năm đó ở trên chiến trường bị địch nhân đoàn đoàn bao vây, trọng thương muốn chết thời điểm, cũng không có phát hiện ở nơi này vậy hoảng loạn. Tôn Tại Ngôn nói rằng, hiện tại chúng ta phải làm, chính là cùng địch nhân đoạt thời gian, ở địch nhân đối với hài tử gây độc thủ trước, đem con cứu ra. Đây là duy nhất phương pháp. Nếu như thất bại, Giang Sách cuộc đời này mất rồi. Giang Sách cùng Tôn ở nói đang ở thương thảo có quan hệ cứu vớt hài tử sự tình, nhưng mà đối phương đi trước một bước tìm tới cửa. Ở thân liệt xui khiến dưới, một nữ nhân tìm tới cửa. Người này, cùng lang bà ngoại giống nhau. Cũng là một kẻ hung ác, là một cái ai cũng không muốn trêu chọc độc ác nữ nhân độc cây hoa hồng. Giang Sơn Ấn công ty con, bên ngoài người phụ trách Ngụy Hà đang cùng hơn tầng quản lý thương lượng công ty tương lai quy hoạch dự định, bỗng nhiên trước sân khấu đi tới cửa nói rằng, Ngụy Tổng, bên ngoài tới thu tiền mướn. Ngụy Hà nhíu chân mày lại, thu tiền mướn, không phải mỗi tháng cố định từ trong thẻ trừ sao. Trước sân khấu sắc mặt khó coi nói rằng, không phải như ngươi nghĩ, là độc cây hoa hồng tới. Vừa nghe đến ba chữ này, Ngụy Hà biến sắc. Có người hiếu kỳ hỏi, độc cây hoa hồng là ai? Ngụy Hà nói rằng, là cái này một mảnh vòi nước đại tỷ lớn, rất có thế lực. Trên cơ bản thế hệ này cửa hàng đều phải cho nàng, giao tô, kỳ thực chính là cứng rắn từ trong tay chúng ta đoạt tiền, không trả tiền đánh liền đập, nháo sự. Báo nguy đều vô dụng. Trước đây tiệm chúng ta cửa hàng còn nhỏ thời điểm, mỗi tháng đều phải bị nàng nghiền ép. Vốn tưởng rằng kiêu ngạo sau đó,
nàng không dám tới, không nghĩ tới. Ngụy Hà đứng lên, ta đi ra xem một chút. Ngụy Hà đi tới phòng khách, chứng kiến Độc Cây Hoa Hồng đang hai chân chéo ngẩy ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, đi ra phía trước nói rằng, Cây Hoa Hồng tỷ, hôm nay là trận gió nào đem ngài thổi tới nha. Độc Cây Hoa Hồng ngẩng đầu, âm dương quái khí nói rằng, ai, người này a, một ngày bay lên chỗ cao liền đem lão bằng hữu quên. Ta nói Ngụy Hà, hiện tại chào ngươi phong cảnh a, thành Giang Sơn ấn công ty con người phụ trách, tấm tắc, kiếm không ít a. Ngụy Hà cùng nói rằng, vừa mới gia nhập vào Giang Sơn ấn không lâu sau, cũng còn không có chính thức lợi nhuận, nơi nào kiếm tiền a. Ha ha, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Lúc này, chỉ thấy Độc Cây Hoa Hồng tự tay móc ra một cái lam sắc quyển sổ nhỏ, sau khi mở ra, một bên viết cái gì vừa nói, Ngụy Hà, các ngươi Giang Sơn ấn dường như có hai tháng chưa từng, giao tô, đi. Tới, cướp đoạt. Ngụy Hà cắn răng nói rằng, Cây Hoa Hồng tỷ, cái cửa này mặt dường như không phải ngươi a. Ngươi dựa vào cái gì quản ta thu tiền mướn? A hát. Độc Hoa Hồng sắc mặt lập tức lạnh xuống. Khu thứ 8, nàng buông lam sắc quyển sổ nhỏ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngụy Hà, mặc dù là một câu nói chưa nói, liền sợ đến Ngụy Hà toàn thân lạnh cả người, không tự chủ được lui về sau một bước. Độc Cây Hoa Hồng nói rằng, Ngụy Hà, người có phải hay không quên thế hệ này thuộc về người nào quản? Ngụy Hà sao lại thế quên? Chỉ là, không cam lòng. Độc Cây Hoa Hồng tiếp tục nói, người có phải hay không cho rằng ôm lên Giang Sơn ấn này bắp đùi, có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, nói cho ngươi biết, nằm mơ. Mặc kệ ngươi làm sao bật, đều trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Giang Sơn ấn lợi hại hơn nữa. Vậy cũng cường long khó áp bọn rắn độc, ở nơi này một đời, đừng nói Giang Sơn ấn rồi. Phía chính phủ ta làm sao từng để vào mắt. Độc Cây Hoa Hồng hai chân chéo nguẫy, Ngụy Hà, ngươi phải thử một chút thủ đoạn của ta sao? Ngụy Hà túng. Nàng thở dài, giọng nói tivi hỏi, phải đóng bao nhiêu tiền? Vậy thì đúng rồi nha. Độc Cây Hoa Hồng tiếng cười, tiếp tục cầm lấy lam sắc cuốn vở bắt đầu viết, hai người tháng không có giao tô, ngoại trừ nguyên bản phải đóng ở ngoài, còn muốn chưa nộp nhất định tiền phạt. Ta tính một chút a, tổng cộng là 72 vạn. 72 vạn. Thực có can đảm mở miệng a. Ngụy Hà ngón tay của giáp đều phải bóp vào trong thịt rồi, cắn răng nói rằng tốt. Ta giao. Ân, cái này còn không để yên. Độc Cây Hoa Hồng tiếp tục nói, xét thấy ngươi đã kiêu ngạo làm cường, không có khả năng lại dựa theo trước kia tiêu chuẩn tuyến tới thu tiền mướn. Ngụy Hà, ta muốn ngươi nhường ra 20% công ty cổ phần cho ta. Mỗi tháng ngoại trừ giao 50 vạn tiền thuê ở ngoài, còn muốn dựa theo công ty cổ phần cho ta chia hoa hồng. Nghe thấy được sao? Ngụy Hà viền mắt đều đỏ. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Đơn giản là khinh người quá đáng. Một phân tiền không ra sẽ lấy đi 20 công ty cổ phần. Mỗi tháng ngoại trừ tiền thuê ở ngoài, còn muốn dựa theo công ty cổ phần tới chia hoa hồng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi không biết xấu hổ sao? Ngụy Hà tại chỗ cự tuyệt, không được, ta không có khả năng tiếp thu loại yêu cầu vô lý này. Độc Cây Hoa Hồng lập tức biến sắc mặt. Nàng đứng lên, giơ tay lên thì cho Ngụy Hà một cái lỗ tai to quát tử. Ba. Ngụy Hà bị phiến lui về phía sau mấy bước, trên mặt đau rát, để lại năm ngón tay màu đỏ ấn. Độc Cây Hoa Hồng lạnh mặt nói, làm rõ ràng, ta không phải tới thương lượng với ngươi, mà là tới thông chi ngươi. Nếu như hôm nay ngươi không để cho ta công ty cổ phần, tiệm này ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến mở tiếp rồi. Ngươi có thể báo nguy, có thể đi tìm Giang Sơn Ấn, thế nhưng ta cho ngươi biết, bọn họ có thể giữ được ngươi trong chốc lát, có lẽ nhất ngươi một đời. Chỉ cần bọn họ vừa đi, ta muốn chơi thế nào ngươi liền chơi thế nào ngươi. Ngụy Hà, ngươi cho rằng cánh cứng cáp rồi có thể bay ra lòng bàn tay của ta rồi. Tiễn hai ngươi chữ vọng tưởng, chữ chữ như đao, ghim lòng người động. Ngụy Hà bụng mặt, vừa vội vừa tức vừa hận vừa thương xót. Nàng một người bình thường tiểu dân chúng, làm sao đấu hơn được Độc Cây Hoa Hồng cái này đại tỷ lớn. Na, vậy cả đời cũng bị Độc Cây Hoa Hồng khi dễ sao? Trong lòng nàng khổ, nước mắt, không chịu thua kém đi xuống.
Ở nhất tuyệt vọng không giúp thời điểm, liên tiếp tiếng bước chân của truyền đến, một người nam nhân từ nội bộ công ty đi ra. Là Giang Sách. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, ngày hôm nay cái này tiền thuê, người một phần cũng đừng nghĩ lấy đi. Người này, chính là Giang Sách. Ngụy Hà cùng Độc Cây Hoa Hồng đều sửng sốt dưới, đồng thời quay đầu nhìn sang. Ngươi là ai a? Độc Cây Hoa Hồng căn bản không đem Giang Sách để vào mắt. Đinh gia, Giang Sách. Độc Cây Hoa Hồng nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách, nở nụ cười. Yêu, người của Đinh gia, bao nhiêu ghê gớm tựa như, không phải là một bất nhập lưu tiểu gia tộc sao? Nếu không phải là ẩm Giang Sơn ấn này bắp đùi, người nào nhận thức các ngươi? Chỉ ngươi loại cấp bậc này rác rưởi, cũng dám đi ra làm bộ làm tịch, cũng ý đồ từ ta Độc Hoa Hồng trong tay đầu người bảo lãnh. Độc Cây Hoa Hồng khẩu khí cực kỳ cuồng vọng, căn bản không đem Giang Sách để vào mắt. Một bên Ngụy Hà nhanh lên khuyên, Giang tiên sinh, ngươi chính là không muốn tham dự chuyện này, ta có thể xử lý. Độc Cây Hoa Hồng gật đầu, vậy thì đúng rồi nha. Sớm thái độ này, cần gì phải nhiều đập một bàn tay. Ngụy Hà biết Độc Hoa Hồng thế lực. Cùng người như thế, muôn ngàn lần không thể chính diện cứng rắn mới vừa. Ngày hôm nay nếu như đắc tội Độc Cây Hoa Hồng, về sau nàng mỗi ngày dẫn người tới đập phá quán, chuyện làm ăn kia còn có làm hay không rồi. Nhìn a, Ngụy Hà giọng nói thấp kém hỏi, ngươi, lấy đi công ty cổ phần, cũng sẽ không lại gây khó khăn cho ta đi. Độc Cây Hoa Hồng gật đầu. Ta đối nhân xử thế vẫn có nguyên tắc, ngươi để cho ta thoải mái, ta cũng để cho ngươi thoải mái. Ngụy Hà nói rằng, tốt, vậy cứ dựa theo ngươi nói. Không đợi Ngụy Hà nói xong, Giang Sách một bước bước đi qua, hướng về phía Độc Cây Hoa Hồng nói rằng, ngươi một phân tiền không ra cũng không cảm thấy ngại muốn công ty cổ phần. Da mặt cũng quá dày điểm a, giống như ngươi vậy không biết xấu hổ đồ đê tiện, ta lần đầu tiên thấy, thực sự là kiến thức rộng. Cái này, tình huống gì? Ngụy Hà hách liễu nhất đại khiêu, tại sao có thể có người dám đối với Độc Cây Hoa Hồng nói lời như vậy? Có muốn hay không mệnh? Độc Cây Hoa Hồng cũng sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, nàng lớn như vậy, sẽ không có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Tiểu tạp mao, ngươi dám mắng ta? Làm sao, ngươi chớ nên mắng sao? Lửa này xem như là triệt để củng rồi. Coi như Ngụy Hà còn muốn lan đều ngăn không được. Độc Cây Hoa Hồng lửa giận công tâm, đằng một cái liền xông lên, giơ tay lên liền hướng về phía Giang Sách trên mặt của quà tới. Nhưng Giang Sách không phải Ngụy Hà, làm sao có thể đứng để cho nàng đánh. Khoát tay, Giang Sách liền cầm Độc Hoa Hồng cổ tay, dùng sức bấm một cái, đau Độc Cây Hoa Hồng gào khóc kêu loạn. Buông ra ta, đau. Tiểu tạp mao, người biết ta là ai sao? Ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta muốn mạng của ngươi. Giang Sách lạnh rên một tiếng, chuyện cho tới bây giờ cãi lại ra cuồng ngôn, ngươi cái này người đàn bà chanh chua, thiếu đánh. Nói phủ lạc, hắn giơ tay thì cho Độc Cây Hoa Hồng một cái tát. Ba, to lớn kia bàn tay kết kết thật thật phiến ở Độc Hoa Hồng trên mặt, lưu lại một vô cùng rõ ràng dấu bàn tay. Một tát này trực tiếp đem Độc Cây Hoa Hồng cho phiến mộng ép. Sống lớn như vậy, lần đầu tiên bị người tát một phát. Ngươi dám đánh ta. Ba. Lại một cái tát. Độc Cây Hoa Hồng trừng mắt Giang Sách, quát ngươi xong. Các ngươi đều xong, ta muốn giết chết các ngươi đám này. Ba. Tiếp lấy lại một cái tát. Giang Sách lạnh lùng nói rằng, ngươi miệng này thật là có đủ thúi, ta giúp ngươi xúc miệng một chút. Ba. 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 Liên tục mấy bàn tay phiến Độc Cây Hoa Hồng tìm khắp không bắc, chỉ cần nàng dám cãi lại, Giang Sách không nói hai lời chính là một cái tát đi qua, cuối cùng đánh Độc Cây Hoa Hồng ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra. Cút đi. Một trận bàn tay tát xong sau đó, Giang Sách dùng sức đẩy, Độc kia cây hoa hồng giống như là chó nhà có tang giống nhau, liền lăn một vòng bị Giang Sách bị đẩy đi ra ngoài. Nàng ngồi dưới đất, lấy tay bụng mặt nói rằng, tốt, tốt. Ngươi là người thứ nhất dám đánh như vậy ta. Các ngươi chờ đấy, ta đây liền cho ta nam nhân gọi điện thoại, ta muốn giết chết các ngươi. Cái này, Ngụy Hà là thật gấp gáp. Kỳ thực Độc Cây Hoa Hồng có thể trở thành là vòi nước đại tỷ lớn, dám ở vùng này thu tiền mướn, na tất cả đều là bởi vì nàng nam nhân lợi hại. Đều nói cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng,
chính là cái đạo lý này. Ngụy Hà sốt ruột nói rằng, Giang tiên sinh, xong, ngươi xông ra đại họa. Thừa dịp nàng nam nhân còn chưa tới, ngươi đi nhanh lên đi, chậm khả năng liền không còn kịp rồi. Giang Sách bình tĩnh hỏi, nàng nam nhân, rất lợi hại phải không? Đó là đương nhiên, Ngụy Hà nói rằng, độc hoa hồng nam nhân, chính là chỗ này một dãy thổ hoàng đế, thuộc hạ mấy chục người, người nào thấy người nào sợ, ngang ngược hương dã heo mập. Mập, heo. Giang Sách suýt chút nữa không có bật cười, ha ha. Thực sự là xảo a. Làm sao cũng không còn nghĩ đến độc cây hoa hồng cư nhiên sẽ là heo mập nữ nhân, như vậy dưới khả năng liền có trò hay để nhìn. Bên kia độc cây hoa hồng lấy điện thoại cầm tay ra sau khi gọi điện thoại xong, chỉ vào Giang Sách nói rằng ta đã cho ta nam nhân gọi điện thoại rồi. Hắn hiện tại lập tức chạy tới. Tiểu tạp mao, ngươi chuẩn bị xong đã chết rồi sao? Nam nhân ta heo mập ngươi biết chưa? Thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật. Vùng này sẽ không có hắn chế phục không được. Ngươi đắc tội rồi ta, chính là đắc tội heo mập. Ngày hôm nay ngươi nếu có thể sống ly khai. Ta độc hoa hồng tên tựu đảo quá lai tả. Nhìn nàng na một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, nhận định heo mập sẽ đến báo thù cho nàng, ăn chắc Giang Sách. Ngụy Hà sẽ lo lắng, ý vị thúc giục Giang Sách mau rời đi. Nhưng mà, Giang Sách chỉ là rời cái băng ngồi ở cửa, đối với Ngụy Hà từ tốn nói, ai làm nấy chịu, ta đánh cái này người đàn bà chanh chua, nên từ ta gánh chịu hậu quả. Ngụy Hà tỷ, ta sẽ không để cho ngươi thay ta bối nồi. Ta an vị tại bực này heo mập tới, làm cho hắn trừng trị ta. Đừng nói, Ngụy Hà còn rất cảm động. Chỉ là, Ngụy Hà thở dài một hơi, ta cũng đã sớm nói không nên vọng động, không nên vọng động. Vừa mới nhẫn một hơi thở, đem công ty cổ phần cho độc cây hoa hồng không phải là không có chuyện sao? Ngươi không nên thể hiện, hiện tại có thể làm sao bây giờ nha? Nói, Ngụy Hà gấp đến độ đều phải khóc. Heo mập. Đây chính là dường như ác ma một dạng tồn tại, như thế này heo mập tới. Sợ là toàn bộ cửa hàng cũng phải bị đập bể. Công nhân còn lên trước thoải mái nàng, không có chuyện gì, Ngụy Hà tỷ. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì. Chúng ta sợ là đi tới đầu. Giữa lúc Ngụy Hà khóc sướt mướt thời điểm, xa xa liền thấy hai chiếc xe tải lớn lái tới, dừng ở cách đó không xa, mấy chục người xoay người xuống xe. Một người cầm đầu nhuộm mái tóc màu đỏ rực, chính là heo mập. Thời khắc này heo mập, nổi giận đùng đùng. Mấy ngày hôm trước hắn mới bị người thu thập một trận, đầy mình cơn tức không biết nên hướng nơi nào phát tiết, hiện tại lại nhận được chính mình nữ nhân điện thoại. Nói thu tiền mướn bị người đánh. Ha ha, đơn giản là càng ngày càng không có, phương pháp, rồi, này bị bắt cho thuê, rau hẹ, cư nhiên cũng dám phản kháng. Là thật không đem hắn heo mập để vào mắt. Một nhóm lớn người hạo hạo đáng đáng đã đi tới. Heo mập ngẩng đầu lên giận dữ hét, là tên khốn kiếp nào đánh ta nữ nhân. Cút ra đây cho lão tử. Na mấy chục người đem cửa hàng cho chặn lại chật như nêm cối. Ai cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Ngụy Hà ngửa mặt lên trời thở dài. Xong, xong, lần này toàn bộ xong. Nàng tân tân khổ khổ tạo dựng phẩm bài. Ngày hôm nay nhất định phải hủy ở đám này kẻ xấu trong tay rồi, đều nói nhẫn trong chốc lát gió êm sóng lặng, vì sao Giang Sách không nên thể hiện. Đánh độc cây hoa hồng rất mức nghiện có phải hay không? Hiện tại đem heo mập cho trêu chọc tới, kết thúc như thế nào? Ai? Ngụy Hà nặng nề đập một cái khung cửa, lòng như cho nguội. Cửa! Độc cây hoa hồng ngồi dưới đất, oa oa khóc lớn. Heo mập nhanh lên đi ôm lấy nàng. An ủi, bảo bối tốt, ngươi chớ khóc, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Ngươi nói cho ta biết, là ai đánh ngươi, ta đem tay của người kia chân đều chặt cho ngươi hết giận. Độc cây hoa hồng rụi rụi con mắt, chỉ vào đang ngồi ở cửa Giang Sách nói rằng, chính là cái kia tiểu tạp mao. Hắn chẳng những cản trở ta thu tiền mướn, còn dùng tay đánh ta. Ta lớn như vậy cũng không có bị người đánh qua, oa. Heo mập trên mặt của lạnh xuống. Hắn đứng lên đi về phía cửa, bởi vì sắp đến buổi trưa. Thái dương có chút lớn, chiếu heo mập không thấy rõ cửa đang ngồi người kia toàn bộ khuôn mặt. Bất quá, bất kể là ai, ngày hôm nay heo mập cũng sẽ không buông qua. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, tiểu tạp mao, chào ngươi lớn gan chó a, ngay cả ta heo mập nữ nhân đều dám đánh.
Ngươi, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Giang Sách ngồi ở ghế trên, không nói câu nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Heo Mập. Heo Mập hiểu lầm, cho rằng Giang Sách là sợ nói không ra lời. Vì vậy hắn lại đi về trước rồi mấy bước. Tiểu tạp mau, chuyện cho tới bây giờ sợ cũng vô ích. Ngươi coi như là quỳ xuống dập đầu, gọi ta là, ra ra, ta ngày hôm nay đã sẽ không bỏ qua ngươi. Càng đi càng gần. Dương Quang nghiêng đi, Heo Mập cùng Giang Sách khoảng cách chỉ có 3 thước không đến, có thể thấy rõ ràng Giang Sách toàn bộ khuôn mặt. Tiểu tạp mau, mạng của ngươi ta hãy thu. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, Heo Mập giống như là tạp đốn một cái dạng, cả người sững sờ ở hiện tại, cũng nữa nói không ra lời. Hắn cùng Giang Sách cứ như vậy 4 mắt nhìn nhau. Toàn trường rơi vào yên tĩnh giống như chết. Ân, Độc Cây Hoa Hồng nhíu chân mày lại, làm sao Heo Mập đột nhiên yên tĩnh lại? Đã xảy ra chuyện gì? Nàng thúc giục, Long Ca, ngươi làm sao vậy? Mau đem Na Tiểu Tạp Mau tay chân chặt, thay ta suốt này ngụm ác khí a. Lời của nàng thanh thanh sở sở truyền vào Heo Mập trong tai. Thế nhưng, Heo Mập động cũng không dám động. Heo Mập giống như là hóa đá giống nhau, trên trán chảy ra mồ hôi, theo gò má chảy xuống. Đối diện, Giang Sách nhẹ giọng nói, Heo Mập, chúng ta lại gặp mặt. Một câu nói suýt chút nữa không đem Heo Mập dọa cho than. Trước mắt gương mặt này hắn phải nhớ rõ biết, ngày hôm qua hắn muốn đối với Giang Sách động thủ, kết quả bị Giang Sách chính là thủ hạ đôi ngư cho hành hạ chết đi sống lại, hiện tại Heo Mập trên người còn tất cả đều là vết thương. Trên mặt còn thanh nhất khối tử nhất khối không có khôi phục. Hắn không muốn lại trải qua cảnh tượng như vậy rồi. Hắn là thực sự không nghĩ tới, thế giới sao lại thế nhỏ như vậy, Độc Cây Hoa Hồng đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Giang Sách. Có thể, trên cái thế giới này hắn chỉ sợ một người, đó chính là Giang Sách. Hết lần này tới lần khác Độc Cây Hoa Hồng còn chính là đắc tội Giang Sách, thật để cho Heo Mập khóc không ra nước mắt. Giang Sách nói rằng, Heo Mập, người muốn chém nứt tay chân của ta thay nữ nhân của ngươi hết giận sao? Ha ha, coi như cấp cho Heo Mập 100 cái lá gan cũng không dám a. Hắn thở hào hển, dám bài trừ một nụ cười, dùng phi thường tivi giọng, ngài nói đây là lời gì? Độc Cây Hoa Hồng không hiểu quy củ loạn thu tiền mướn, ngài đánh nàng đó cũng là phải làm, là thay ta quản giáo nàng, ta tạ ơn ngài cũng không kịp như thế nào khả năng đối với ngài bất kính rồi. Lời nói này thật gọi một cái thấp kém. Bên cạnh bên Ngụy Hà nghe xong, cũng hoài nghi mình là không phải lỗ tai xảy ra vấn đề, bình thường uy phong bát diện Heo Mập, ngày hôm nay làm sao trở nên như vậy hèn mọn. Cửa Độc Cây Hoa Hồng càng là mộng bức. Heo Mập uống lộn thuốc sao? Nàng bị người đánh, Heo Mập chẳng những không phải báo thù cho nàng. Còn giúp lấy bị người nói mình nên bị đánh. Đây là nam nhân của chính mình sao? Quá uất ức điểm a. Độc Cây Hoa Hồng gấp đến độ hô to, Heo Mập, người thì em đầu óc nước vào sao? Vội vàng đem Na Tiểu Tạp Mau tay chém. Bằng không, lão nương sẽ không với người được rồi. Giang Sách nhàn nhạt hỏi, Heo Mập, ta là không phải ảnh hưởng đến giữa các ngươi tình cảm nha. Heo Mập nhanh lên hồi đáp, nào có. Các nàng này thủy tính dương hoa, khắp nơi thông đồng nam nhân, ta đã sớm không muốn nàng. Nói, hắn xoay người. 2-3 bước liền đi tới Độc Cây Hoa Hồng trước mặt. Số 38, Giang tiên sinh cũng là người xứng đáng tội. Người yêu với ai, lão tử còn không muốn người đâu, cút đi. Độc Cây Hoa Hồng là thật nóng nảy. Chính mình kêu tới người nếu không giúp mình vội vàng, ngược lại ý vị ngoài bang người nhục nhã chính mình, cái này gọi là chuyện gì xảy ra. Heo Mập, người cho kẻ bất lực, ta làm sao sớm không nhìn ra người vô dụng như vậy. Độc Cây Hoa Hồng chỉ vào Heo Mập chính là một trận nhục mạ. Càng mắng càng khó nghe. Cuối cùng, Heo Mập cơn tức cũng nữa không đè ép được, vốn là trong lòng khó chịu còn bị trước mặt mọi người nhục mạ, hắn không muốn mặt mũi sao. Số 38 người dám mắng ta. Lão tử cho ngươi mặt mũi rồi đúng vậy. Hắn một cước nhét ở Độc Cây Hoa Hồng trên bụng, đem Độc Cây Hoa Hồng cho đạp ra ngoài xa 7, 8 mét. Vung tay lên. Heo Mập bắt chuyện thuộc hạ nhân, cho ta vào chỗ chết nghỉ. Trong nháy mắt, một nhóm lớn thủ hạ vây lại, đem Độc Cây Hoa Hồng ấn đập lên mặt đất đánh no đòn. Na Ngụy Hà đều xem mộng ép.
Đến cùng heo mập là đứng cái nào một đầu a? Làm sao độc cây hoa hồng một chiếc điện thoại kêu tới người, còn đem nàng chính mình đánh đâu? Quả thực liền cùng xem vô gian đạo giống nhau. Heo mập xoay người, hướng về phía cửa Giang Sách TV nói rằng, Giang tiên sinh, các nàng này thực sự miệng xú thích ăn đòn, nếu như nàng có mạo phạm ngài địa phương, ta ở chỗ này hướng ngài chịu tội rồi. Giang Sách gật đầu, nói rằng, cũng không còn cái gì mạo phạm địa phương, chỉ là nàng một phân tiền không ra liền muốn lấy đi công ty cổ phần. Mặt tiền cửa hàng không phải là của nàng nhưng phải thu tiền thuê nhà, hai điểm này có phải hay không không lớn hợp lý a? Không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý. Heo mập quả đoán nói rằng, na nếu không hợp lý, phải làm sao rồi? Công ty cổ phần, chúng ta không có chút nào biết đụng, tiền thuê nhà gì gì đó, lại không biết thu một phân tiền. Ân, Giang Sách còn nói thêm, nàng còn nói, giữ được một cái lúc không bảo vệ được một đời, chờ chúng ta đi, nghĩ thế nào chơi có thể. Heo mập sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, cái này đàn bà thúi thật đúng là miệng thiếu, cái gì cũng dám nói a. Hắn vội vàng đáp lại nói, Giang tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Kiên quyết sẽ không như thế làm. Giang Sách hài lòng điểm một cái nha, như vậy ta an tâm. Quay đầu trở lại, Giang Sách nhìn Ngụy Hà hỏi, Ngụy Hà tỷ, ngươi còn có yêu cầu gì, cứ việc nói ra a. Yêu cầu. Ngụy Hà cảm thấy đầu ông ông. Có thể miễn trừ tiền thuê nhà, không bị cướp đi công ty cổ phần cũng đã rất khá. Nàng nơi nào còn có yêu cầu gì? Không có, không có muốn cầu xin. Vì vậy Giang Sách nói rằng, đã như vậy, heo mập kia. Các ngươi có thể đi. Heo mập rất cung kính hạ thấp người thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, heo mập dẫn người rời đi, thuận tiện đem na đánh cho bất tỉnh nhân sự độc cây hoa hồng nhất thịnh khiêng đi. Ngụy Hà nhìn trước mắt phát sinh tất cả, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau, như vậy không chân thật, vốn tưởng rằng công ty biết bị hủy bởi ngày hôm nay, ai có thể nghĩ, chẳng những còn sống tốt hơn. Nàng không tự chủ được nhìn phía Giang Sách, trong lòng thở dài nói, người đàn ông này, rốt cuộc ai vậy? Nàng nào biết đâu rằng, Giang Sách chính là Giang Sơn Ấn Thầy Cai, so với Tôn ở nói còn cao tồn tại. Ngụy Hà thật vẫn cho rằng Giang Sách vẻn vẹn chỉ là đinh ra một nhân vật nhỏ mà thôi. Quay đầu lại, Giang Sách một lần nữa về tới phòng làm việc tầng chót bên trong. Tôn ở nói đi lên hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Giang Sách khoát tay áo, một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, chắc là địch nhân của chúng ta muốn mấy chuyện xấu, đối với chúng ta tiến hành nhiều phương diện đả kích. Đang nói, Minh Nước vội vã đi đến, vừa tiến đến liền nói, thống suất. Lang bà ngoại tìm được. Vẽ còn tập đoàn, phòng họp. Phó Đồng Thân Liệt trong tay nắm lấy một thanh dao găm, đang ở tự mình gọt lấy quả táo, một vòng lại một quay vòng, không ngừng. Đông đông đông, vài tiếng tiếng đập cửa truyền đến. Vào. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng họp bị đẩy ra, bí thư Bồi Bạn lang bà ngoại đi đến, ở lang bà ngoại trong tay còn ôm một cái trong tả hài nhi, nhìn dáng vẻ liền hơn một tháng lớn. Vừa nhìn thấy trẻ sơ sinh này, Thân Liệt an vị không được. Tay hắn đang run rẩy, đứng lên, đi nhanh đến rồi lang bà ngoại trước mặt, nhãn thần hưng phấn nhìn hài tử. Cái này, chính là Giang Sách nữ nhi Giang Ngọc Dĩnh. Là, lang bà ngoại cho hắn một cái trả lời khẳng định. Cái này Thân Liệt triệt để cao hứng. Hắn mong muốn lấy được một số thứ rốt cục thành công tới tay, từ Giang Sách trở lại Giang Nam khu sau đó. Cho tới bây giờ không có thuận lợi như vậy qua. Lang bà ngoại cười ha hả nói, ta theo dõi Giang Sách thê tử Đinh Mộng Nghiên, thừa dịp nàng không chú ý, dùng hài tử của người khác cho điều bao, nàng chỉ lo nghe âm nhạc. Còn cái gì cũng không biết, ha ha. Nàng dương dương đắc ý nói, tựa hồ là đang lấy le chính mình kỹ thuật cao siêu. Nàng cũng quả thật có lấy le tư bản, dù sao. Toàn bộ Giang Nam khu có thể giống như nàng như vậy vô thanh vô tức trong liền đem Giang Sách hài tử cho trộm đi, ngoại trừ nàng sẽ không có người thứ hai. Thân Liệt rất hài lòng gật đầu, cho bí thư nháy mắt. Bí thư ngầm hiểu, đem một tờ chi phiếu để lên bàn, lang bà ngoại lập tức tự tay đi lấy, bí thư lại một bả bấm lên. Ân, lang bà ngoại ngẩng đầu nhìn bí thư. Bí thư trong ánh mắt mang theo một giả dối, nói rằng, trừ cái này tấm chi phiếu ở ngoài. Ta còn chuẩn bị cho ngài một tấm vé máy bay. Ngươi ly khai vẽ còn tập đoàn đại môn sau đó,
lập tức chạy đi sân bay, về sau không bao giờ cho phép trở về. À, lang bà ngoại mất hứng, các người đây là buộc ta dọn nhà à, ta đây không được trở về thu thập một chút, cùng người nhà nói một tiếng. Bí thư nở nụ cười, ngươi là muốn chết, hay là muốn về nhà thu thập? Đây là một cái không cần suy nghĩ là có thể làm ra tuyển trạch, lang bà ngoại không nghi ngờ chút nào lựa chọn muốn chết. Nàng rất không cam tâm đem chi phiếu cho cầm lên, phẫn nộ ly khai. Cái này đem lang bà ngoại đưa đi, Giang Sách liền không còn cách nào truy lùng, bất quá kỳ thực cũng không cái gọi là, coi như lưu lại lang bà ngoại, coi như Giang Sách đuổi theo, Thân Liệt cũng muốn rồi cách đối phó. Thậm chí, Thân Liệt còn chuẩn bị chủ động đưa cái này hài tử cho, trả lại, trở về. Chỉ bất quá ở trước đó, cần một chút thời gian tới đối với hài tử tiến hành xử lý. Bí thư hỏi, phó đồng, người tính làm sao đối phó đứa bé này a? Có phải hay không phải đem nàng đi đứng cho chém đứt, để cho nàng cả đời làm người tàn phế? Thân Liệt lắc đầu, vậy coi như cái gì? Chỉ là một người tàn phế lời nói, lấy Giang Sách thực lực kinh tế, nuôi cả đời cũng không phải vấn đề. Hơn nữa, Giang Sách y thuật cao minh như vậy, ai biết về sau có thể hay không nghiên cứu ra thay thế đi đứng hành động đồ đạc tới. Bí thư nhíu chân mày lại, vậy dứt khoát giết chết đứa bé này. Đem thi thể ném tới Giang Sách cửa nhà bọn họ. Thân Liệt không lời nói, nếu như muốn giết chết hài tử, ta còn phí tiền tốn sức đem con cho cầm trở về làm cái gì. Trực tiếp thừa dịp Đinh Mộng Nghiên không chú ý thời điểm, động thủ đem con giết không phải tốt. Bí thư nhún vai, bộ kia đồng ngài đến cùng định xử lý như thế nào đứa bé này. Đang trả lời vấn đề này trước. Thân Liệt hỏi trước bí thư một vấn đề, ngươi xem qua Hồ Lộ Oa sao? À, bí thư có điểm mộng bức, không biết vấn đề này là có ý gì, lăng lăng nói rằng, khi còn bé xem qua một điểm. Thân Liệt tiếp tục nói, ở Hồ Lộ Oa bên trong. Xà Tinh vì để cho Hồ Lô huynh đệ tự giết lẫn nhau, đem Thất Oa mang về trong động, dụng độc dịch ngâm. Cuối cùng Thất Oa sinh ra sau đó bị độc tố công chiếm nội tâm, nhận thức Xà Tinh làm mẫu thân. Cùng mình 6 cái huynh đệ tự giết lẫn nhau. Cuối cùng, 7 Hồ Lộ Oa bị một lưới bắt hết. Bí thư gãi đầu một cái, điều này cùng ta nhóm có quan hệ gì sao? Chúng ta chẳng lẽ còn muốn từ nhỏ nuôi đứa bé này, để cho nàng nhận thức phó đồng ngài vì phụ thân. Đợi nàng sau khi lớn lên cùng Giang Sách trở mặt thành thù, phụ thân, nữ nhi lẫn nhau giết sao? Thân Liệt nở nụ cười, người nói biện pháp này ta không thể không nghĩ tới. Nếu có thể như vậy, đương nhiên là tốt nhất, bất quá lấy Giang Sách năng lực, không có khả năng cho ta thời gian tới chậm rãi bồi dưỡng. Hơn nữa Giang Nam khu sẽ dung chuyển rồi, ta phải mau rời đi, không có thời gian như vậy chậm rãi cùng đứa bé này thành lập tình cảm. Bí thư hỏi, những lời ấy mà nói đi, phó đồng ngài đến cùng định làm gì a? Thân Liệt vươn một ngón tay, một chữ, độc, độc, không sai. Tựa như Xà Tinh đối với Thất Hoa dụng độc giống nhau, ta cũng phải cấp đứa bé này dụng độc. Đủ dũng, phiền thịnh trong bọn họ độc, ta muốn dùng ở đứa bé này trên người. Nghe thế, bí thư khóe miệng không khỏi vểnh lên, vừa cười vừa nói, biện pháp tốt a. Độc kia nhưng là vô giải chi độc, ngay cả đủ dũng, phiền thịnh những thứ này nghiệp giới đại lão đều có thể bị khống chế, cho một đứa bé dùng, nàng sợ là cả đời đều sẽ bị loại độc chất này dằn vặt. Không đúng. Bí thư đột nhiên nói rằng, độc này mỗi tháng cũng phải dùng hết thiên tôn đặc chế giải dược tới giảm bớt, nếu không, một tháng sẽ chết rồi. Cho hài tử này dụng độc, vậy thật ra thì cũng chính là dằn vặt một tháng. Thân Liệt khoát tay áo, nói rằng, người quên chúng ta nhóm hàng kia bị Nguyễn Bình Sương cho chặn được rồi không? Đúng vậy, bí thư nói rằng, Nguyễn Bình Sương vì trợ giúp Giang Sách, nhất định sẽ đem nhóm hàng kia lấy ra giao cho Giang Sách, lấy Giang Sách tài nghệ y thuật. Mới có thể nghiên cứu ra giảm bớt thuốc, thế nhưng, độc này cũng chỉ có thể giảm bớt, không còn cách nào trị tận gốc. Giang Ngọc Dĩnh cả đời bị độc dằn vặt, các loại giảm bớt dược dụng xong sau, Giang Sách còn phải đi cầu chúng ta hỗ trợ. Đến lúc đó, chúng ta nghĩ thế nào chơi hắn đều đi. Giang Sách mình là một cái tinh thần ý chí cực mạnh người. Đối với hắn dụng độc, hắn khẳng định tình nguyện chết cũng sẽ không tới cầu Thân Liệt. Thế nhưng, Giang Sách uy hiếp là người nhà. Nữ nhi của hắn nếu như trúng độc, bị độc hành hạ nửa chết nửa sống, na Giang Sách còn có thể ngồi yên. Đến lúc đó,
Thân liệt là có thể như khống chế Đủ Dũng, Phiền Thịnh giống nhau khống chế Giang Sách. Vừa nghĩ tới có thể đem Giang Sách dẫm ở dưới bàn chân, mỗi ngày làm cho hắn đi ăn bùn, Thân liệt thật hưng phấn run. Bảo vệ tốt đại môn là... Thân liệt xoay người, ôm hài tử đi vào một gian ẩn núp cửa phòng, sau đó đem cửa phòng khóa trái. Mở đèn, ở bên trong phòng có một bồn tắm. Thân liệt đem con bỏ vào, sau đó thả một ít nước nóng, lấy thêm ra một cái bình, mở đinh ốc nắp bình, đem một bãi màu tím đen dịch thể rót vào trong nước nóng. Rất nhanh, dịch thể đang ở trong nước nóng tản ra, đem con gói đứng lên. Thân liệt gian trá cười bỉ ổi nói rằng, Giang Sách, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta ngược lại muốn nhìn, khi ngươi biết nữ nhi bị độc khống chế sau đó, còn có thể hay không thể tiếp tục đắc ý. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể có thể lập tức làm cho độc tố tiến nhập Giang Ngọc Dĩnh thân thể, khẩn cấp chứng kiến Giang Sách vậy tuyệt trông nhãn thần. Một bên khác, lang bà ngoại ở bắt được chi phiếu cùng vé máy bay sau đó, ngay lập tức sẽ đánh chạy đi sân bay. Nàng kỳ thực cũng biết chuyện nghiêm trọng, na Giang Sách cũng không phải là tỉnh du đích đăng, một khi bị đối phương tra được hành tung của mình, vậy thật xin lỗi. Mạng nhỏ khả năng bảo hiểm tất cả không được. Cho nên hắn dọc theo đường đi đều thúc giục tài xế nhanh một chút. Lang bà ngoại cho rằng ở trong thời gian ngắn như vậy Giang Sách hẳn là không tra được chính mình, muốn chạy trốn hẳn không phải là vấn đề, trên thực tế nàng vẫn là xem thường Giang Sách năng lực. Xuất hiện ở taxi chạy đến nửa đường thời điểm, phía trước xuất hiện 7-8 chiếc xe, trực tiếp liền đem đường ngăn cản chết. Chi? Tài xế một cước phanh lại, khẩn cấp dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tài xế đẩy cửa xe ra hướng phía trước nhìn lại, một hàng kia tay lái đường ngăn cản gắt gao, căn bản là làm khó dễ, cái nàng là ý gì? Uy, trước mặt tình huống gì a? Tài xế thanh âm vừa dưới, những xe kia chết cửa xe toàn bộ mở ra, nhất bang hắc y nhân đi ra, mỗi người đều đeo kính mát, trên nắm tay đeo băng. Mỗi một người đều bắp thịt cả người, nhìn qua sẽ không dễ chọc. Tài xế lại càng hoảng sợ. Nhanh lên trở lên xe, không đợi hắn chạy, một gã hắc y nhân trực tiếp một bả mở cửa xe, đem tài xế từ trên xe lôi đi ra. Tài xế đều dọa đái ra. Mình cũng không làm gì sao chuyện trái lương tâm, cũng không đắc tội người khác a, tối đa chính là trộm cầm sát phách lưu quả phụ nội y, làm cho này chút chuyện cũng không đáng tìm nhiều người như vậy ấu đả chính mình a. Hắn sợ đến ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay ôm đầu. Không nên đánh ta. Không nên đánh ta, các ngươi muốn ta làm cái gì đều được, chính là không nên đánh ta. Nào ngờ, này hắc y nhân căn bản là không có để ý đến hắn. Trực tiếp tự tay đem kế bên người lái cửa mở ra, đem lang bà ngoại từ chỗ cạnh tài xế lôi đi ra. Ôi chao, các ngươi người nào a? Các ngươi sẽ đối ta một cái phụ nữ nhân ra làm cái gì? Các ngươi còn như vậy, ta cần phải gọi lạp. Người đâu, phi lệ a? Một cái hơn 60 tuổi lão thái bà, trước mặt mọi người hô to, phi lễ, tình cảnh kia nhưng thật ra cũng vô cùng khôi hài nực cười. Cùng lúc đó, xuất hiện ở taxi phía sau còn đậu một chiếc xe. Ngồi trên xe là Tôn Tại Ngôn cùng Giang Sách. Tôn Tại Ngôn hỏi, thống suất, vì sao không phải trực tiếp đem phụ nhân này cho mang về? Giang Sách nói rằng, lang bà ngoại ở Giang Nam khu danh tiếng rất vang dội, ngoại trừ nàng một lần cũng không có thất thủ ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân vô cùng trọng yếu, đó chính là nàng chưa từng có nhả ra qua. Đừng xem nàng là một nữ nhân, miệng phi thường cứng rắn, mặc kệ ngươi lấy cái gì biện pháp, nàng sẽ không đối với mình làm những chuyện xấu kia để lộ nửa chữ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thuê làm người của nàng phi thường yên tâm, tìm nàng nhân cũng càng ngày càng nhiều, giá càng ngày càng cao. Tôn Tại Ngôn gật đầu, cho nên một nữ nhân như vậy, mặc dù chúng ta mang về, cũng không nhất định có thể hỏi ra cái gì. Mặc dù hỏi được rồi, vậy lúc vầy đã tối. Na thống suất, ngươi định làm gì? Giang Sách tựa lưng vào ghế ngồi, nói rằng ta muốn làm rất đơn giản, chính là muốn để cho nàng chính mình cảm thấy sợ, tự mình tiến tới tìm ta thừa nhận tất cả mọi chuyện. Chính cô ta tìm tới cửa thừa nhận. Tôn Tại Ngôn lúng túng lắc đầu, ngài vừa mới còn nói miệng nàng ba thực cứng, như thế nào khả năng chính mình tìm tới cửa thừa nhận sự tình. Giang Sách từ tốn nói, người, đều cũng có sợ hãi. Chỉ cần thao tác tốt, đem sợ hãi của nội tâm tìm cho ra, vậy có thể một lần hành động đánh bại,
Giang Sách không nói gì nữa, mà là hạ một mệnh lệnh, đánh. Nhìn nữ này hắc y nhân, đem lang bà ngoại cho bao bọc vây quanh, sau đó dựa theo Giang Sách chỉ thị, động thủ đánh người. Bọn họ đều là chuyên nghiệp nhất, đánh người cũng rất chú ý đúng mực. Mỗi một quyền cũng làm cho lang bà ngoại đau tê tâm liệt phế, nhưng lại sẽ không tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Chính là làm đau. Các ngươi không phải người, các ngươi không phải người a. Ta một cái lão thái bà các ngươi đều đánh, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đòi tiền sao? Các ngươi đòi tiền liền mở miệng, ta cho các ngươi tiền còn không được sao? Lang bà ngoại cho rằng tiền có thể đả động những thứ này hắc y nhân, đáng tiếc, những thứ này hắc y nhân căn bản không để ý đến nàng, từng cái giống như là người máy giống nhau, mặt không chút thay đổi, chính là đánh. Đối với không có tiền chút nào động tâm. Lang bà ngoại nóng nảy, hô lớn, nào có các ngươi như vậy? Coi như là đánh người, vậy cũng phải có một lý do không phải sao? Các ngươi vì sao đánh ta? Các ngươi muốn có được cái gì? Các ngươi nói a. Kết quả rất cảm động không người để ý nàng. Đám này hắc y nhân chính là động thủ đánh người, nửa chữ cũng không nói. Ai yêu, đánh chết ta lạc tương đương, các ngươi muốn đánh chết ta lạc tương đương. Các ngươi muốn cái gì, nói a, ta đều bằng lòng các ngươi. Đừng đánh ta, van cầu các ngươi. Không người để ý tới lang bà ngoại nói, cứ như vậy vẫn đánh, đánh được có 10 min, cuối cùng nhận được mệnh lệnh, thu binh. Này hắc y nhân trực tiếp lên xe ly khai, lưu lại lang bà ngoại cùng tài xế hai người. Tài xế nhìn chung quanh, sợ đến chân đều run, hắn không dám mang nữa lang bà ngoại. Trực tiếp lên xe, một cước chân ga chuồn mất. Lang bà ngoại một người nằm nhựa đường lối đi bộ, trước không thôn sau không tiệm. Đau gào khóc. Sẽ có kết quả như vậy, hai chữ khít khao nhất đáng đời. Điện thoại di động bị đập, chi phiếu bị tê, vé máy bay bị cướp rồi. Không có gì cả lang bà ngoại, miễn cưỡng bỏ dậy, theo đại lộ đi về phía trước. Tuy là bị đánh cố gắng thảm, nhưng nàng cũng không có chịu nghiêm trọng tổn thương. Vẫn có thể bình thường đi bộ, cứ như vậy kiên trì đi về phía trước, chỉ cần có thể gặp phải đi ngang qua xe cộ, thì có thể được cứu. Nhưng Giang Sách sao để cho nàng được cứu trợ? Ở lang bà ngoại như thế đi bộ đi không đến nửa giờ, một vòng mới công kích tới rồi. Giang Sách cho thủ hạ tuyên bố cái mạng thứ hai lệnh, bát. Lang bà ngoại ở trên đường đi tới. Đi tới đi tới, liền nghe được phía sau truyền đến hàng loạt xe gắn máy thanh âm. Có người. Lang bà ngoại hưng phấn quay đầu đi, vừa mới chuẩn bị mở miệng cầu cứu, khi nhìn đến này cưỡi mô tô nhân sau đó, cả người đều trợn tròn mắt. Tới, vẫn là này hắc y nhân. Các ngươi, tại sao lại tới? Không phải đều đánh xong sao? Lang bà ngoại nhấc chân chạy, nhưng nàng một cái đã có tuổi lão phụ nhân, làm sao có thể chạy qua một đám cưỡi xe gắn máy nghiêm chỉnh huấn luyện tráng hán. Này hắc y nhân trực tiếp mở ra một tấm lưới, dùng lưới đem lão phụ nhân cho bao lại, tha ở sau xe gắn máy mặt. Lang bà ngoại đang ở trong lưới bị kéo đi, đau la to, gấp khóc lớn đại náo. Thế nhưng vô dụng, không có ai đồng tình nàng. Ở tha được rồi hơn trăm thước sau đó, xe máy ngừng lại, lang bà ngoại cho rằng sự tình đến đó liền kết thúc, nào ngờ, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Này hắc y nhân từ trên xe lấy xuống một cái lại một cái thùng ni lông. Mở chốt, đem bên trong chất lỏng màu vàng sẫm tạt vào rồi lang trên ngoại bà ngoại. Tao khí, khó nghe. Lang bà ngoại trong nháy mắt liền ý thức được đó là cái gì. Phát niệu, các ngươi hơi quá đáng. Các ngươi chính là súc sinh, các ngươi làm sao có thể đối với một cái. Phốc đừng tạt, ta van cầu các ngươi, không muốn dằn vặt ta, các ngươi muốn ta làm cái gì nói cái gì. Các ngươi cho câu có được hay không? Không người để ý nàng. Hắc y nhân cơ giới tính đem một thùng lại một thùng phát niệu tạt vào rồi lang trên ngoại bà ngoại, toàn bộ bát xong sau. Kết thúc công việc rời đi. Lang bà ngoại nằm trên mặt đất, khóc cũng. Chậm thật lâu. Nàng dùng rằng đem võng mở ra, có thể mới vừa đợi nàng mở ra võng, Giang Sách mệnh lệnh thứ ba đã tới rồi, chập. Hai gã hắc y nhân đem mật tạt vào lang bà ngoại trên người, sau đó đem một lồng ong mật phóng ra. Trong nháy mắt, bầy ong đối với lang bà ngoại phát động công kích mãnh liệt, chập trên người nàng một cái lại một cái bọc lớn. Cứ như vậy,
theo Giang Sách từng đường truyền đạt mệnh lệnh, lang bà ngoại tao thụ thường nhân khó có thể chịu được thống khổ. Tâm linh cùng thân thể song trọng uể oải, rốt cục, nàng gánh không được rồi. Cứng hơn nữa miệng, ở một vòng lại một vòng bị hành hạ. Cũng rốt cục mở ra. Là Giang Sách à? Nhất định là ngươi, ta biết là ngươi. Ngươi không phải là muốn biết hài tử ở nơi nào, muốn biết ta đem con lấy được đi nơi nào sao? Ngươi đi ra, ta cho ngươi biết đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần ngươi đừng lại thiệt mài ta. Rốt cục, nàng tùng khẩu. Kỳ thực ở vòng thứ nhất thời điểm công kích, lang bà ngoại cũng biết là người nào ở hại nàng. Dù sao thời gian điểm quá xảo hợp rồi, có năng lực này cũng không còn vài cái. Nhưng nàng vẫn là chết khiêng. Nàng cho rằng Giang Sách chẳng có gì ghê gớm, không phải là đánh nàng một trận sao. Ai biết Giang Sách lợi hại vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, một tua này lại một vòng dằn vặt, vượt xa khỏi rồi lang bà ngoại tưởng tượng, để cho nàng muốn sống không được. Được xưng Giang Nam khu cứng rắn nhất cái miệng này, rốt cục cũng mềm nhũn. Xe lái tới. Giang Sách đẩy cửa xe ra đi tới, lặng lặng đứng ở lang bà ngoại trước mặt, không nói được một lời. Lang bà ngoại nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn một chút Giang Sách. Trong ánh mắt tràn đầy căm hận cùng khiếp đảm, cái loại này vừa hận vừa sợ bộ dạng. Là nàng tâm linh chân thật nhất vẽ hình người. Sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không tiếp cái này một đơn buôn bán. Chậm chậm, lang bà ngoại nói rằng, con gái của ngươi là ta đánh cháo mang đi, đang ở âm nhạc phòng học, sau đó, ta đem nàng mang đi vẽ còn tập đoàn, giao cho thân liệt. Nàng biết cũng chỉ có thế, Giang Sách cần biết đến, cũng là nhiều như vậy. Giang Sách cũng không nói gì một câu nói, trực tiếp về tới trên xe. Lang bà ngoại nóng nảy hô, ngươi đừng đi à, ta đều nói cho ngươi biết những thứ này, ngươi ít nhất phải đem ta đưa đi y viện yên lành trị liệu một chút đi. Chớ đem ta một người nhét vào lối đi bộ, ta sẽ chết cóng chết đói. Giang Sách không để ý tới nàng, trực tiếp lái xe chạy đi vẽ còn tập đoàn. Nếu biết rồi tung tích của nữ nhi, vậy không có gì đáng nói, trực tiếp tới cửa yếu nhân đi. Mặc kệ có bao nhiêu lớn trắc trở, mặc dù là muốn cùng vẽ còn tập đoàn chính diện khai chiến, Giang Sách cũng phải đem nữ nhi từ thân liệt trong tay cướp về. Còn như lang bà ngoại, hai gã hắc y nhân đã đi tới, đưa nàng trực tiếp trói lại, nhét vào diện bao xa buồng sau xe, sau đó lái xe tới đến rồi cửa cảnh cục, đem lang bà ngoại ném xuống. Cùng lúc đó, hắc y nhân viết một phong cho bót cảnh sát tin. Trong thơ cặn kẽ viết xuống lang bà ngoại thân phận, cùng với nàng phạm qua tội, cái này, nổi tiếng toàn bộ Giang Nam khu nhân khẩu buôn lậu lang bà ngoại, liền chính thức bị dẫn độ. Lang bà ngoại bắt chỉ là một tiểu nhạc đệm, đối với Giang Sách mà nói, kế tiếp cùng thân liệt chính diện quyết đấu, mới thật sự là kỳ có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Có thể hay không đoạt lại hài tử, thì ở lần hành động này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.